Nghĩ đi nghĩ lại, Giang giật đột nhiên đưa tay tại trên đầu mình vỗ, cười khổ lầm bẩm nói, cái này nằm mơ ban ngày làm rất đẹp a à, đã qua hơn hai canh giờ, còn không tranh thủ thời gian lĩnh hội, đều sẽ trực tiếp bị chém giết. Hắn vội vàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khu trừ tạp niệm, chăm chú tìm hiểu, sống hay chết, tự nhìn hắn phải chăng có thể tìm hiểu cái này vô thuật. chương 356 Tàn hồn, không được, không được, vẫn chưa được, thời gian đã qua 6 canh giờ, một ngày chỉ có 12 canh giờ, cái này đã qua đã nửa ngày, giang giật vẫn là sờ không tới nửa điểm đầu mối. Nếu như là bình thường nhân giai võ kỹ, địa giai hạ phẩm võ kỹ giang giật có lẽ có thể nhẹ nhóm lĩnh hội, địa giai thượng phẩm võ kỹ, thậm chí thiên giai võ kỹ đều cũng không phải là không có có cơ hội. Nhưng cái này vô thuật giang giật cảm giác so thiên giai võ kỹ còn khó hơn gấp mấy trăm lần, bởi vì cái này vô thuật dính tới đạo văn, giang giật trước kia cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua vô thuật, không bao giờ muốn hắn lĩnh hội nói nghe thì dễ. Còn có nửa ngày thời gian, Giang giật cũng xoắn suýt, muốn hay không chuyển đi lĩnh hội còn lại hai chồng lên của vô thuật vạn nhất còn lại vô thuật lại càng dễ lĩnh hội đâu. Được rồi, vẫn là chuyên tâm cảm ngộ loại này đi, cái này thường cổ vô thuật hẳn là đều không khác mấy, thứ này cũng không có đường tắt có thể đi. Tiếp tục tham ngộ khôi lỗi thuật đi, Giang giật rất nhanh tỉnh ngộ lại, khu trừ nội tâm tạp niệm, chuyên tâm tiếp tục tham ngộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Giang giật tâm càng ngày càng nhanh bức bách, cũng cảm giác trên đỉnh đầu có một thanh áp đau chính chậm rãi hướng xuống mặt rơi xuống loại cảm giác này phi thường không dễ chịu đừng nói giang giật coi như một vị kim cương cường giả sợ là cũng không thể bình tĩnh à. một người đứng trước nguy cơ sinh từ lúc đều sẽ bản năng cảm giác được hoảng sợ bối rối bất an đây là nhân loại bản năng căn bản không có biện pháp giải quyết coi như tâm tính thường đại người cũng sẽ có loại tâm tình này mặc dù rất nhiều người không sợ tử vong giang giật cũng không sợ chết nhưng chân chính đến giờ khắc này nội tâm cuối cùng sẽ có các loại suy nghĩ xuất hiện Loại này thủ đoạn mềm dẻo nhất là để cho người ta khó chịu, Giang giật giờ phút này còn muốn bài trừ những tạp niệm này, chuyên tâm tìm hiểu thêm cổ vu thuật. Thân thể của hắn lại bị thương, trọng yếu nhất chính là truy sát phân lộc lúc, không ngừng thuấn di, để linh hồn hắn rất là mỏi mệt, giờ phút này nội tâm càng là lo lắng, tìm hiểu thêm cổ vu thuật càng là tốn sức. Đây là một loại tuần hoàn ác tính, hắn càng nhanh não hải càng loạn, càng là suy nghĩ lung tung, thời gian trôi qua càng nhiều, hắn liền sẽ càng thêm cấp bách, tiếp tục như vậy sợ là nửa ngày thời gian cũng sẽ nhoáng một cái đã vượt qua không tìm hiểu chết thì chết đi lần nữa tìm hiểu nửa canh giờ giang giật mở to mắt thân thể nằm nghiêng trên mặt đất khu trừ hết thảy suy nghĩ ngủ say hắn quá mệt mỏi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt hắn tiếp tục như vậy xuống dưới mới là hẳn phải chết không nghi ngờ cùng hắn đang lo lắng chung đẳng chết không bằng hào hào ngủ hai ba canh giờ để thể xác tinh thần trầm tĩnh lại cuối cùng lại đụng một cái không thể không nói Giang giật chân tâm là một cái quái nhân, việc này nếu là truyền đi sợ là không ai hội tin tưởng, còn có tiểu nửa ngày áp đau liền muốn rơi xuống, hắn thế mà thật ngủ thiếp đi. Cái này nếu là vạn nhất ngủ quên mất rồi, thời gian vừa đến, cấm chế tự động khởi động, hắn sẽ thật một mệnh ô hô. Hắn ngủ rất thơm, còn đánh lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ, mà tại hắn ngủ một canh giờ sau, đại điện bên trong cấm chế đột nhiên phát sáng lên, bốn phía thiên địa nguyên khí im ắng lưu động, cuối cùng lại ngưng tụ ra một cái hư ảnh, rõ ràng là vừa rồi vô thần vu thần kia hư ảnh nhìn rất chân thực nhưng lần này lại di động đầu của hắn nhàn nhạt hướng giang giật phương hướng nhìn lướt qua sau đó hư ảnh chậm rãi giảm đi biến mất không thấy quỷ dị dị thương hô suy giang giật có tiết tấu tiếng ngáy thỉnh thoảng vang lên hắn trọn vẹn ngủ ba canh giờ mới u u tỉnh lại hắn vuốt vuốt mặt cảm giác tinh thần tốt rất nhiều cũng không biết ngủ bao lâu giãn ra một thoáng thân eo hắn lúc này mới không hoảng hốt không chậm tiếp tục tham ngộ thời gian từng giờ từng phút quá khứ Giang giật trên mặt thế mà không có một vẻ bối rối, càng đến gần tử vong, hắn ngược lại càng lúc càng mờ nhạt định, hơn hai canh giờ về sau, hắn mở mắt, đình chỉ lĩnh hội. Mặc dù hắn không biết thời gian cụ thể, nhưng không hiểu có loại cảm giác, hẳn là đi qua một ngày, hắn không có tìm hiểu thêm cổ vu thuật, sở dĩ hắn chuẩn bị lẳng lặng chờ chết. Trong đầu của hắn bắt đầu hiển hiện từng cái ảnh tử, tô như tuyết, giang tiểu nô, giang vân hải, tiền vạn quán, chiến vô song, yêu hậu, tiểu hồ ly, còn có mơ hồ y phiêu phiêu mặt trong lòng của hắn duy nhất có ta tiếc nuối chính là không thể xác định y phiêu phiêu còn sống hay không giống như có thể còn sống có thể gặp nàng một mặt cho dù chết cũng không tiếc suy suy trong cung điện cấm chế cũng không lâu lắm phát sáng lên bên trong thiên địa nguyên lực ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái hư ảnh vu thần hư ảnh xuất hiện lần nữa một đạo phiêu miểu thanh âm vang lên ở trong đại điện người trẻ tuổi thời gian đến ngươi là có hay không tìm hiểu một loại thượng cổ vu thuật nếu như không có ngươi sẽ vĩnh viễn tại cái này cùng lão phu chôn cùng Giang giật nhìn thoáng qua cái hư ảnh này, phát hiện hắn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm trước kia cái hướng kia, để hòa hợp vừa rồi đồng dạng chỉ là cấm chế làm ra hình ảnh, sở dĩ cũng không có quá để ý, mím môi một cái mở miệng nói tiền bối động thủ đi, vãn bối bất tài, chưa đã từng ngộ, tình nguyện nhận lấy cái chết. Hắn cũng mặc kệ cái này hư ảnh có thể hay không nghe hiểu được, làm sao phán đoán hắn phải chăng tìm hiểu thượng cổ vu thuật, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, khuôn mặt bình tĩnh, bình yên nhận lấy cái chết tình nguyện nhận lấy cái chết người tuổi còn trẻ cứ như vậy muốn chết hay là người sống được không thoải mái một lòng muốn chết để giang giật kinh ngạc là âm thanh kia thế mà vang lên lần nữa mà lại còn giống như tại cùng hắn đối thoại hắn con người thoáng cái mở ra khóa chặt cái hư ảnh này nhìn thấy ánh mắt của hắn không có quét về phía chính mình vẫn như cũng nhìn về phía trước nội tâm lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng vô thần hẳn là chết rồi cái này hư ảnh cũng là lưu lại đến cấm chế tự động ngưng tụ như vậy thanh âm mới rồi là ai là ai tại cùng hắn đối thoại. Cứ việc nội tâm chấn kinh đến không gì sánh kịp, Giang giật vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, não hải nhất truyền, trầm giọng nói, vãn bối tự nhiên không muốn cầu chết, tương phản vãn bối phi thường khát vọng sống sót, ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, có quá nhiều người muốn thủ hộ, quá nhiều cử nhân muốn giết. Nhưng, vãn bối ngộ tính thực sự không đủ, không có cách nào tìm hiểu thêm cổ vu thuật, sở dĩ tiền bối muốn giết, tự cứ việc động thủ đi, rất tốt, thanh âm kia rất nhanh vang lên, phu thần hư ảnh cũng động, ánh mắt chuyển hướng giang giật, hắn nhẹ gật đầu, bờ môi nhúc nhích mở miệng nói, không tệ, người trẻ tuổi, người bản tính lão phu rất là thích, chúc mừng ngươi thông qua được toàn bộ khảo nghiệm, ngươi sẽ thành truyền nhân của ta, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ lão phu tên tuổi. Còn có, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, chỉ cần ngươi không chết, nhất định phải giúp ta hết sức bảo toàn ta vân gia nhất tộc. a à, giang giật lần này thật bị hù dọa, thân thể bắn lên, sợ hãi nhìn qua vu thần hư ảnh, lão nửa ngày mới nuốt một miếng nước bọt, mở miệng hỏi tiền bối, ngài là người là. Ân, ta ý tứ ngài còn sống, vội cái gì, vu thần nhàn nhạt quét sang giật một chút, lãnh đạm nói, lão phu tự nhiên chết rồi, lão phu khi còn sống mặc dù đạt đến thiên quân cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể bước ra một bước kia, thành tựu bất tử bất diệt chi thân. Ta sở dĩ giờ phút này còn có thể có được ý thức, là ta trước khi chết lợi dụng cấm chế cùng vu thuật bảo tồn lại một tia tàn hồn, hơn 2.000 năm, ta cái này tàn hồn bên trong hồn lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm nhiều nhất nửa năm sau liền sẽ biến mất hầu như không còn triệt để tử vong đi tốt cường đại một tia tàn hồn thế mà có thể bảo tồn hơn hai nghìn năm giang giật âm thầm kinh hãi trong đầu của hắn đều là nghi hoặc dừng một chút nhịn không được hỏi thăm về đến tiền bối vãn bối rất là không hiểu vì sao ta không có hiểu được cổ vu thuật ngài không chỉ có không giết ta còn nói ta thông qua được khảo nghiệm hừ hừ vu thần khóe miệng lộ ra một tia trêu tức nhàn nhạt nói ra cái này thượng cổ vu thuật vốn là lĩnh hội không được, bởi vì bí tịch này căn bản chính là sai. Đừng nói một ngày thời gian, coi như cho người trăm năm thời gian ngàn năm, người cũng lĩnh hội không được. chương 357, người muốn chụp chết ta. Dựa vào, giang giật bạch nhãn trực phiên, cái này vu thần thế mà từ đầu tới đuôi đều đang đùa hắn, bao quát ngay từ đầu ngưng kết hư ảnh bất động, cũng là cho hắn một loại giả tưởng. Giờ khắc này, hắn cũng đột nhiên có một loại minh ngộ, vừa rồi đủ loại kỳ thật đều là một khảo nghiệm đang khảo nghiệm tâm tính của hắn giống như hắn gấp đến độ ghê gớm như trên lò lửa kiến tộc trên nhảy dưới tránh hay là phát tiết phía dưới muốn đi hủy đi vu thần hải cốt loại hình khẳng định liền chết chính vì hắn bình yên ngủ một giấc cuối cùng yên tĩnh chờ chết ngược lại thông qua được khảo nghiệm vu thần nhìn thấy giang giật như có điều suy nghĩ bộ dáng khóe miệng lộ ra mỉm cười trầm giọng nói một cái võ giả muốn đi đến đỉnh phong đầu tiên nhất định phải có tuyệt thế thiên tư đây là cơ sở cái thứ hai nhất định phải có khi khắc đối mặt tử vong giác ngộ, võ giả chi đạo, nghịch thiên cải mệnh, thành công có thể thanh vân trực thượng, ngạo cười cửu thiên, thất bại cái kia chính là chết, không thể đối mặt tử vong, không dám nhìn thẳng tử vong võ giả, vĩnh viễn không có khả năng thành tựu đỉnh phong. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, tâm bình tĩnh, không có cường đại tâm tính, không có một viên tâm bình tĩnh, coi như không bao giờ có thể có một ít thành tựu, ngày sau cũng sẽ không có đại thành tựu. Mất phương hướng bản tính, hắn một khi đi nhầm một bước cái kia chính là vực sâu vạn trượng. Giang giật nghiêm túc lắng nghe, đem vô thần mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng, như thế cường giả trí tôn dạy bảo, cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng là cơ duyên lớn lao. Vô thần nói xong trầm mặc xuống, chờ đợi Giang giật ánh mắt khôi phục thanh minh về sau, lần nữa nói ra, lão phu còn sót lại hồn lực không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể ở thế giới này còn sót lại nửa năm. Tiểu tử, người lập tức đem cung điện này luyện hóa đi, giống như ngươi vội vã ra ngoài, trước hết ra ngoài an bài tốt sự tình, quay đầu lại vào càn khôn điện bên trong. Lão Phu sẽ đem ta cả đời lĩnh hội tám loại thượng cổ vu thuật truyền thụ cho ngươi, cũng sẽ đem ta mấy năm nay cả mộ cấm chế toàn bộ truyền thụ, có thể tìm hiểu bao nhiêu tựu xem ngươi vận khí. Hưu, vu thần hư ảnh dần dần yếu đi, trên vách tường cấm chế cũng phát sáng lên, giang giật phía trước trong vách tường một khối phiến đá đột nhiên di động, lộ ra một cái lỗ đen, một tấm lệnh bài xuất hiện, bắn thẳng đến mà tới. Đa tạ tiền bối, giang giật con mắt lóe sáng như tinh thần, một tay nắm lên lệnh bài, nhìn thấy cùng vân lộc cầm khối kia có chút tương tự, toàn thân màu đỏ thấm, phía trên có một cái to lớn vu chữ, bên trong còn truyền đến không hiểu khí tức, xem xét sẽ bất phàm vật. Lệnh bài này ngươi luyện hóa, trong cung điện cấm chế, yêu thú, khôi lỗi toàn bộ đều có thể khống chế, cũng có thể nhẹ nhõm xuất nhập nơi này, nhớ kỹ trong vòng nửa năm nhất định phải trở về, nếu không lão phu tàn hồn liền sẽ biến mất. Phu thần lần nữa truyền một câu, triệt để không một tiếng động, Giang giật rất cung kính đối vu thần hài cốt lần nữa cúi đầu ba lần, lúc này mới ngồi xếp bằng vận chuyển nguyên lực, toàn tâm luyện hóa lệnh bài. Hỏa hồng sắc nguyên lực vần quanh lệnh bài, chỉ là gần nửa canh giờ lệnh bài kia tự quang mang lóe lên, Giang giật cùng lệnh bài có một tia linh hồn liên hệ. Tại thời khắc này trong đầu của hắn hiện ra toàn bộ cung điện vô số hình tượng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một tầng trong cung điện bị hắn đốt mặc vách tường, có thể nhìn thấy tầng hai cái kia kỳ dị trong không gian, trong biển rộng khoan khoái du động con cá, cùng dưới biển ẩn núp vô số hải yêu, còn có thể nhìn thấy bốn tầng trong không gian, băng hải phía dưới một cái cường đại yêu vương ngay tại nhắm mắt ngủ say. Khách lão, trong đầu của hắn hình tượng lóe lên, thấy được băng hải bên cạnh băng nguyên bên trong, khách lão còn tại cùng một đám dị thú chém giết. Khách lão toàn thân máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, một cái chân còn dán tại không trung, không biết là xương cốt đoạn mất, vẫn là đã bị phế sạch. Ông, luyện hóa lệnh bài hắn chẳng khác nào nắm trong tay bên trong tòa cung điện này sở hữu cấm chế, hắn thôi động lệnh bài, trên đỉnh đầu cấm chế lập tức phát sáng lên, thân thể của hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Ngao ngao, khốt khốt, suy suy, tầng thứ tư băng nguyên bên trong, gần trăm con dị thú đem hách lão bao bọc vây quanh, theo bốn phương tám hướng công kích, hách lão hai mắt đều là tơ máu, khí thức trên thân cũng yếu đi không ít, nếu không phải cứng ngắc lấy một hơi, liều chết công kích, giờ phút này sợ là đã sớm chết. Hô hô, một cái dị thú trong miệng thốt ra một cái hàn khí, hách lão giật mình tỉnh lại, chân sau một điểm, thân thể nghiêng nghiêng hướng bên cạnh vào tới, binh khí trong tay đột nhiên đánh xuống, lần nữa thả ra đạo văn công kích. Vù vù, phía sau hắn một cái dị thú một cái to lớn móng vuốt phá không mà đến, thẳng bắt hắn phía sau lưng, hách lão chỉ có thể cưỡng ép thay đổi thân thể, hướng bên cạnh mà đi, nhưng bên kia lại một cái dị thú kia to lớn đầu cắn xé mà xuống, Giang nanh sắc bén lóng lánh hàn quang, muốn một cái đem hách lão cắn thành mảnh vỡ. Ai, hách lão nặng nề thở dài, hắn thực lực cũng tạm được, ứng phó mấy cái dị thú không là vấn đề, chỉ là đã liên tục chiến đấu một ngày, hắn nhiều chỗ thụ thương, thể lực nguyên lực tiêu hao quá nhiều, thân thể tốc độ phản ứng đã yếu đi rất nhiều, cảm giác lòng có dư lực không đủ. Hưu, giữa không trung đột nhiên không gian rung động, một đạo bạch quang hiện lên, một người mặc thanh bào, đầu đầy huyết hồng tóc dài thiếu niên trống rỗng xuất hiện, hách lão con người quét qua, lập tức tinh thần chấn động, hét lớn, giật thiếu. Hách lão, người chịu khổ, Giang giật mỉm cười, trong tay lệnh bài quang mang lấp lánh, hắn quát khẽ toàn bộ cút ngay cho ta. Ô ô, ngao ngao, vốn là muốn đem hách lão tươi sống cắn chết cái kia to lớn dị thú, thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó thành thành thật thật hướng nơi xa nhanh chân chạy như điên. Bốn phía dị thú cũng sợ nhìn qua Giang giật, nhanh chóng nhanh chân rời đi, nương theo lấy mặt đất từng mảnh từng mảnh chấn động, rất nhanh mấy trăm con dị thú toàn bộ rút lui đều riêng phần mình tiến vào một cái sơn phong bên trong chui vào a à, khách lão thân thể rơi xuống đất không dám tin nhìn qua bốn phía chờ giang giật từ giữa không trung rơi xuống lúc này mới mừng như điên nói ra giật thiếu ngươi thật không chết a à, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi đạt được phu thần truyền thừa ừm um, đạt được một tấm lệnh bài có thể khống chế bên trong cung điện này sở hữu cấm chế giang giật nhẹ gật đầu theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một viên thuốc chữa thương đưa cho hách lão nói, hách lão đừng lo lắng, người trước chữa thương đi, chúng ta có thể nhẹ nhõm đi ra cấm địa. Ta liền biết, ta liền biết, giật thiếu kỳ tài ngút trời, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Hách lão kích động có chút lời nói không mạch lạc, run rẩy tiếp nhận thuốc chữa thương, bình phục thật lâu tâm tình, mới ngồi xếp bằng chữa thương. Hô hô, giang giật cũng thở ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi dưới đất, ngộ nhập cấm địa, cử tử nhất sinh. Hắn cùng Hách Lão đã sớm làm tốt quyết tâm quyết tử, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế mà có thể còn sống sót, còn có thể thành công đi ra ngoài, đồng thời có thể được đến Vu Thần truyền thừa, đây thật là phong hồi lộ truyền, Liễu Ám Hoa Minh a. À. Hắn lặng lặng ngồi tại băng nguyên bên trên, nhìn xem đầy trời bông tuyết bay xuống, cười ngây ngô, trong khoảng thời gian này đến một mực treo giữa không trung tâm, rốt cuộc rơi xuống. Ngồi một hồi lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía băng hải, con mắt cũng đột nhiên sáng lên hắn giơ lên lệnh bài quát khẽ yêu vương ra ầm băng hải rung động sóng nước lăn lộn cái kia nhai tí thú rất nhanh lộ ra một cái cự đại đầu trong con ngươi đều là kiệt ngạo bất tuần hờ hững nhìn qua giang giật nói tiểu tử tìm bản vương có chuyện gì bản vương nói cho ngươi mặc dù ngươi đạt được chủ nhân truyền thừa nhưng không có nghĩa là có thể thúc đẩy bản vương chọc giận bản vương một trường có thể đập chết ngươi hừ giang giật không sợ hãi chút nào cùng yêu vương đối mặt một lát sau mới cười lạnh U U nói ra, người muốn chụp chết ta người chi bằng thử một chút, nhìn xem là ngươi chết vẫn là ta chết. chương 358, hàng nát, ách, hách lão tại yêu vương xuất hiện một khắc này đã bị kinh động, nghe được yêu vương lời nói hắn bị hù dọa, về sau nghe được giang giật, hắn càng là dọa đến hổ khu chấn động. Cái này yêu vương là bực nào tồn tại vị này thực lực thế nhưng là có thể so sánh kim cương cảnh ngũ trọng trở lên cường giả A, giang giật nói như thế thật được không? Để hắn chấn kinh đến không có gì sánh kịp là, kia yêu vương thế mà thoáng cái tựu sợ, hung hăng trừng giang giật một cái nói, tốt ha, xem như ngươi lợi hại, ngươi đạt được chủ nhân truyền thừa, còn luyện hóa cái này càn khôn điện, cũng coi là bản vương tiểu chủ nhân, nói đi. Có chuyện gì, bản vương còn muốn tu luyện, yêu vương tiểu chủ nhân, khách lão nuốt một miếng nước bọt, kích động đến thân thể đều run rẩy. Có được một cái như thế cường đại yêu vương người hầu đây là cỡ nào phong cách sự tình mang theo nó đi đại lục chuồn mất một vòng, ai dám động đến giang giật không phục lời nói, kim cương cảnh đều muốn quật ngược, mà Giang Giật còn có sát lục chân ý, thuấn di, căn bản không sợ đại quân vây công, nói một cách khác. Hắn có thể đệ nhất nhân đối kháng một nước, có cái này yêu vương, ba năm về sau, lục đại thế lực còn dám vây giết Giang Giật sao cái này nếu là cho Giang Giật chạy trốn, quay đầu nhẹ nhóm có thể đem thiên hạ huyên náo long trời lở đất, Giang Giật tính cách có thù thất báo, mà lại Giang Giật còn được đến vu thần truyền thừa, vạn nhất trở về tiềm tu cái 10 năm 8 năm, thực lực đạt tới kim cương cảnh, sợ là hắn mang theo yêu vương có thể hủy diệt bất luận cái gì một nước A. À. Giang giật cũng rất kích động, hắn cũng là vừa mới tỉnh ngộ lại, hắn luyện hóa lệnh bài này, tương đương với nắm trong tay tiền khôn trong điện sở hữu yêu thú dị thú sinh tử. Chỉ cần hắn thôi động lệnh bài, liền có thể diệt sát bất luận cái gì một chi yêu thú dị thú, cái này yêu vương cũng là yêu thú, tự nhiên cũng bị hắn trưởng khống. Vô thần cấm chế cùng vô thuật quá cường đại, thông qua một cái nho nhỏ lệnh bài, thế mà có thể trưởng khống một cái đỉnh phong yêu vương sinh tử, quá thần kỳ. Giang giật âm thầm thổn thức một trận, rất nhanh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói ra ta không có gì phân phó, bất quá ta chuẩn bị ra ngoài, người có thể theo ta ra ngoài một chuyến sao. Không đi, nhai tí thú lập tức giống lên, rất là bất mãn nói ra, người muốn bản vương ra ngoài cho ngươi làm tay chân đường đường yêu vương cho ngươi cái này tiểu thí hài làm vì tùng ngươi chết cái ý niệm này đi. Bản vương cận kề cái chết cũng không làm loại này mất mặt sự tình, Ngươi chừng nào thì đột phá kim cương cảnh, bản vương mới cùng ngươi ra ngoài. Thật không đi giang giật con ngươi lạnh xuống, nhai tí đầu thú uốn éo, kiêu ngạo quát tự không đi, bản vương như thế thân phận, ném không đi cái mặt này. Ngươi muốn giết cứ giết đi, tốt, giang giật trên thân sát khí cuồng biểu, trong tay lệnh bài phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy lạnh ý quát khẽ ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là còn không đi, ta chỉ có giết ngươi, giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì, ba. Yêu vương đầu vẫn như cũng ngẩng lên thật cao, hoàn toàn không để ý tới giang giật, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, như chuông đồng lớn trong con ngươi đều là đùa cợt. Hai, giang giật vừa trầm quát một tiếng, sát khí trên người càng đậm, lệnh bài trong tay cũng càng sáng lên. Kia yêu vương đầu lại ngang đến cao hơn, thấy hách lão khẩn trương đến ghê gớm, hắn rất muốn khuyên giang giật vài câu, nhưng cùng giang giật tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn hiểu rõ vô cùng giang giật, phạm quật khởi đến liền là mười đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Một, giang giật lần nữa quát khẽ một tiếng, lệnh bài trong tay lập tức quang mang vạn trượng một cỗ khí tức kinh khủng theo lệnh bài bên trong truyền đến chân áp đến hách lão cõng đều không thẳng lên được đúng lúc này băng hải bên kia đột nhiên vang lên một đạo trầm hống âm thanh dừng tay ta đi ta đi còn không được sao tiểu tử xem như ngươi lợi hại bản vương chịu phục ách hách lão nhìn qua băng hải bên trong cái kia đại gia hỏa đầy mắt đều là chấn kinh ngạc đây là trong truyền thuyết bạo ngược vô cùng thích nhất giết chóc nhai tí thú sao đường đường yêu vương đỉnh phong thế mà như thế không có cốt khí như thế sợ chết ha ha giang giật trên khóe miệng chọn lộ ra người thắng mỉm cười hắn đã sớm biết cái này yêu vương hội sợ nếu không năm đó cũng sẽ không bị vu thần tuần phục bất luận kẻ nào bao quát bất luận cái gì có linh trí yêu thú chỉ cần thỏa hiệp một lần liền sẽ có lần thứ hai cái này gái lầu xanh không có khác nhau đã bán một lần kia không để tâm cởi quần bán lần thứ hai dù sao đều là hàng nát nhai tí thú chừng giang giật vài lần mở miệng nói tiểu tử người muốn bản vương ra ngoài có thể nhưng bản vương tuyệt đối sẽ không rêu rao khắp nơi, chọc giận tới nhân loại cường giả tối đỉnh, bản vương nếu như bị vây công, cũng phải chết. Bản vương còn có 500 năm thọ nguyên, cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Chủ nhân năm đó đã đáp ứng bản vương, chỉ cần ta đạt tới yêu đế thực lực tự đưa ta tự do, người cũng nhất định phải thề với trời, nếu không bản vương tình nguyện chết. Tốt, Giang giật không chút nghĩ ngợi đáp ứng, cái này yêu vương đã còn dừng lại tại yêu vương đỉnh phong, nói rõ trong thời gian ngắn không thể nào đột phá, hoặc là cái này đều không có hy vọng đột phá, chỉ cần nó có thể vì hắn sử dụng mấy năm, chờ hắn thực lực đạt tới kim cương cảnh là được rồi. Hắn ra hiệu hách lão tiếp tục chữa thương, dừng một chút, nghi ngờ hỏi, người còn có thể sống 500 năm, người không phải đã sống 3.000 năm sao người thọ nguyên làm sao dài như vậy theo ta được biết, chỉ có yêu đế mới có thể sống bên trên 3.000 năm trở lên A. hư, Hừ, yêu vương làm sao có thể cùng bản vương so, nhai tí thú kiêu ngạo ngóc đầu lên, trầm giọng nói, chúng ta nhai tí thú là thái cổ di trùng, trong lịch sử cũng đi ra rất nhiều yêu đế cấp bậc tồn tại, năm đó của ta tiên tổ còn huyết tẩy đại lục, chém giết vô số kim cương cường giả. Những cái kia tạp mao yêu vương thọ nguyên đều chỉ có chúng ta nhai tí thú một nửa A à mà lại chủ nhân trả lại bản vương phục dụng rất nhiều ngày linh dược, bản vương thọ nguyên tự nhiên lâu một chút. Thiên địa linh dược, sang giật tâm thần khẽ động, phù thần như thế cường đại, có được toàn bộ u minh xâm lâm, cái này càng khôn điện bên trong khẳng định có rất nhiều linh dược A à nói không chừng còn sẽ có thiên thạch. Thiên thạch, nghĩ đến thiên thạch, hắn thoáng cái kích động, khách lão nói hắn cảm ngộ trung giai đạo văn, chỉ cần nguyên lực đạt đến kim cương cảnh, thực lực kia hoàn toàn liền có thể nhưng so sánh phổ thông kim cương cảnh cường giả, đạo văn công kích huy lực cũng sẽ tăng nhiều. Hắn lập tức thông qua lệnh bài cảm ứng toàn bộ càn khôn điện, rất nhanh phát hiện một cái độc lập tiểu cung điện, bên trong quả nhiên có rất nhiều binh khí, linh dược loại hình. Thánh khí, tại những binh khí kia bên trong, hắn phân biệt cảm nhận được mấy cái trong binh khí chuyển đến nhàn nhạt uy áp cùng hỏa long kiếm giống nhau như đúc, rất có thể là thánh khí. Bất quá, hắn không có lập tức vận dụng cấm chế truyền tống đi qua, mà là cùng yêu vương dò hỏi, bên trong cung điện này có một cái tiểu cung điện, bên trong có rất nhiều bảo vật, ta luyện hóa cản khôn cung, phải trang đại biểu. Ta có thể động những bảo vật này. Đương nhiên, yêu vương tức giận mở ra miệng rộng, nói, người đã đạt được chủ nhân truyền thừa, cung điện này đều là ngươi, bên trong tất cả mọi thứ cũng là ngươi, người tự nhiên có thể vận dụng. Tốt, giang giật trong tay lệnh bài sáng lên trên bầu trời cấm chế lập tức phát sáng lên giang giật cũng biến mất tại nguyên chỗ kia yêu vương quét hách lão một chút lại về tới băng hải phía dưới còn tốt sở hữu dị thú đều chiếm được giang giật mệnh lệnh không dám tới tiến công hách lão tầng thứ tư xem như an toàn oa kháo giang giật ra một cái tiểu cung điện bên trong nhìn xem vì chỗ ném phóng rất nhiều thiên khí còn có năm thanh thánh khí trong mắt đều là lửa nóng thích bảo vật đây là nhân loại thiên tính mặc dù giang giật có hỏa long kiếm những này thánh khí có thể không dùng được, nhưng thoáng cái đạt được nhiều như vậy bảo vật, hắn vẫn là rất kích động. A à, tại sao không có thiên thạch? Hắn bốn phía quét qua, phát hiện ngoại trừ binh khí áo giáp linh dược, còn có một số đặc thù bảo vật bên ngoài, cũng không có phát hiện một viên thiên thạch, tại trong cung điện cẩn thận tìm mấy lần, vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Chương 359, Thanh xương diệp, không có đạo lý a, giang giật đem những cái kia loạn thất bát tào binh khí toàn bộ ném ở một bên, mở ra từng cái hộp ngọc xác định bên trong chỉ có linh dược không có thiên thạch về sau nghi ngờ thì thào vua thần như thế cường đại thế mà không có thiên thạch chẳng lẽ sở hữu thiên thạch đều bị hắn luyện hóa đừng tìm một giọng già nua đột nhiên vang lên đem giang giật bị sợ nhảy lên vua thần thanh âm rất nhanh vang lên lão phu cái này không có thiên thạch đan võ đạo một đường muốn đi được càng xa căn cơ phi thường trọng yếu lão phu cũng là bởi vì trước kia luyện hóa thêm thiên thạch mới không thể bước ra một bước cuối cùng phó đạo chi lộ không có đường tắt có thể đi Mặc dù thiên thạch bên trong năng lượng phi thường tinh khiết, với thân thể người không có bất kỳ cái gì di chứng, nhưng thực lực của ngươi cũng không phải là từng bước một tăng lên đi lên, thân thể cũng không có đi qua thiên địa nguyên khí ôn dưỡng, căn bản không có cách nào tiếp nhận như thế cường đại nguyên lực, không nói tự bạo, chí ít sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi, còn có về sau tiền đồ. A à nha, Giang giật nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không có quá để ý. Chủ yếu là hắn vô cùng cần thiết tăng thực lực lên tự vệ cái kia ước hẹn ba năm thế nhưng là như một cái treo tại trên đầu của hắn đại đao, ép tới hắn không thở nổi. Mặc dù có một cái đỉnh phong yêu vương hỗ trợ, nhưng thanh long hoàng triều lão tổ tông thực lực tuyệt đối không thể so với cái này yêu vương yếu, còn có còn lại năm nước kim cương cường giả đâu. Còn như về sau hắn thật không nghĩ xa như vậy, chỉ cần có thể sống sót, về sau lại nghĩ biện pháp cải thiện thể chất cũng không muộn. Linh hồn của người cùng nhục thể có chút yếu, giống như người muốn động nơi này linh dược lời nói, liền đem hộp ngọc thứ ba bên trong long dương thảo cùng cái thứ sáu trong hộp ngọc thanh xương diệp luyện hóa đi. Các linh dược khác cũng đừng động, người thực lực trước mắt, không thích hợp luyện hóa. Còn binh khí, người càng thêm không muốn ỉ lại, cường giả chân chính cũng sẽ không dựa vào binh khí bảo vật, đạo văn mới là chúng ta nhất cường đại công kích. Phu thần lần nữa truyền một câu, lại trầm tịch xuống dưới, giang giật chắp tay nói tạ về sau, ánh mắt dừng ở hộp ngọc thứ ba cùng cái thứ sáu hộp ngọc. Nhục thể, linh hồn, giang giật nhục thể rất yếu, sở dĩ hắn nguyên lực đã đạt tới thần du ngũ trọng nhưng tốc độ cùng tốc độ phản ứng đều chỉ có thần du nhất trọng tiêu chuẩn đây chính là nhục thể quá yếu nguyên nhân còn như linh hồn giang giật càng thêm không hiểu bất quá vô thần nói hắn tự nhiên chuẩn bị lập tức luyện hóa hắn mở ra hộp ngọc thứ ba phát hiện bên trong có một viên nhìn giống như một đầu tiểu lục long linh thảo phía trên ẩn ẩn có quang mang lấp lánh nhìn một cái cũng không phải là phàm phẩm trong hộp ngọc còn có một cái sách nhỏ giang giật lấy ra xem xét hơi nghi hoặc một chút bởi vì cái này sách nhỏ bên trên giảng giải luyện hóa Long Dương Thảo yếu điểm, rất là kỹ càng, vu thần đối với hắn tốt như vậy liền cái này đều chuẩn bị. Tín Vương, tại sách nhỏ cuối cùng, Giang giật thấy được một cái tên, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Thứ này hiển nhiên là thiên huyền quốc đại nhân vật đưa cho vu thần, vu thần không có luyện hóa, cái này sách nhỏ cũng là thiên huyền quốc ngay lúc đó một cái vương ra viết a à mục đích tự nhiên là lấy lòng vu thần. Cái này Long Dương Thảo luyện hóa quá phiền toái, ít nhất phải nửa tháng, vẫn là về sau lại luyện hóa. Giang giật đem hộp ngọc cất kỹ, ném vào hỏa linh châu bên trong, lại mở ra cái thứ sáu hộp ngọc, phát hiện bên trong là một mảnh tinh linh sáng long lanh lá cây, như là dương chi ngọc, lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe thoáng cái đều cảm giác muốn say. Trong hộp ngọc cũng có một cái sách nhỏ, Giang giật liếc nhìn một cái, rất nhanh xác định trước luyện hóa cái này thanh xương diệp. Linh dược này rất tốt luyện hóa, cũng không có bất kỳ cái gì phải chú ý địa phương, nghe nói đây là linh hồn thập đại trí bảo một trong, chỉ cần một ngày liền có thể luyện hóa, dược lực hội lưu lại tại linh hồn phụ cận, chậm rãi ấm dưỡng linh hồn, thuộc về ôn hòa tính linh dược. Linh hồn thứ này, Giang Giật hoàn toàn không hiểu. Linh hồn cường đại đối với người có chỗ tốt gì Giang Giật không biết, nhưng Vu Thần đã nói, hắn tự nhiên không tốt kháng mệnh, nhẹ nhàng lấy ra thanh xương diệp, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng luyện hóa. Nguyên lực bao khỏa thanh xương diệp, kia lá cây chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, một tia mát mẻ năng lượng tiến vào bên trong thân thể của hắn, cũng không cần khống chế, chính mình lưu chuyển đi não hải, Vần quanh tại linh hồn bên ngoài. Thoải mái, Giang giật cả người từ đầu dễ chịu đến cước, toàn thân lỗ chân lông đều tải giãn ra, cái loại cảm giác này mỹ diệu đến không gì sánh kịp, hắn cũng yên lặng tại cảm giác này bên trong, một lòng khống chế nguyên lực luyện hóa thanh xương diệp. Một ngày sau đó, thanh xương diệp toàn bộ biến mất, Giang giật linh hồn bên ngoài cũng bị một đoàn năng lượng màu xanh bao khỏa, những năng lượng kia chậm rãi bị linh hồn hấp thu, hắn nội thị đến linh hồn đang không ngừng biến lớn, cảm giác rất là thần kỳ. Tốt, kiểm tra một lần thân thể, xác định toàn thân không có bất cứ vấn đề gì hắn đứng lên, ánh mắt trên mặt đất bảo vật bên trên liếc nhìn, cuối cùng dừng lại một thanh trường kiếm, một cây trường cung, cùng một kiện xinh đẹp áo mưa bên trên. Trường kiếm cùng trường cung đều là thánh khí, nhất là cái kia thanh trường cung càng là quang hoa lưu truyền, hoa mỹ dị thường. Phu thần để hắn khác đừng ỉ lại binh khí cùng bảo vật, cũng không có nói hắn không thể động nơi này binh khí, sở dĩ hắn chuẩn bị cầm mấy món ra ngoài tặng người. Trường cung cùng trường kiếm đều rất thích hợp tô như tuyết, cái này áo mưa không phải thánh khí, hẳn là loại hình phòng ngự thiên khí, hắn chuẩn bị đưa cho Giang Tiểu Nô. Cái này động lòng người tiểu thị nữ không có một chút sức tự vệ, có cái này áo mưa cản thoáng cái ám tiến luôn luôn tốt. Thu hồi cái này ba kiện bảo vật, Giang giật lại tùy ý chọn chọn một chút thiên khí, phu thần bàn giao, hắn không có đi động bất luận cái gì một gốc linh dược, lợi dụng cấm chế truyền tống đi tầng thứ tư. Chữa thương một ngày, hách lão thương thế khôi phục rất nhiều, bất quá chân trái xương cốt đoạn mất, không có hai ba ngày là khôi phục không được. Hách lão nhìn thấy Giang giật trở về lập tức đại hỉ, cắn răng đứng lên nói, giật thiếu, lão hách không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài trước đi, bên ngoài cũng không biết cái gì tình huống, như tuyết quốc chủ, thiếu tộc trưởng, tiền thiếu bọn hắn khẳng định lo lắng. Ừm, cũng tốt, sau khi rời khỏi đây ta để đại hoàng mang theo chúng ta đi, ngươi trên đường an dưỡng đi. Giang giật trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía băng hải, quát, yêu vương ra. Bành, nước biển lăn lộn, sóng biển phóng lên tận trời, một cái to lớn yêu thú bắn ra, giang giật trong tay xuất hiện một cái lục sắc cái bình, trầm giọng nói yêu vương, ta trong cái bình này có cái không tính quá lớn không gian, người nếu không muốn rêu rao khắp nơi, tự trốn ở trong bình đi, không có tình huống đặc biệt, ta sẽ không bảo ngươi ra. Yêu vương phi hành trên không chung một vòng, rất là bất mãn nhếch miệng nói ra, ngươi trừ phi cũng bị người đánh chết, nếu không đừng kêu bản vương ra, rất mất mặt biết hay không tiểu tử? Ông, lục tịnh bình sáng lên, một đạo lục quang bao phủ yêu vương, thân thể của nó biến mất giữa không chung. Giang giật giò xét thoáng cái, phát hiện yêu vương tiến vào lục tịnh bình, cái kia không gian không tính quá lớn, nhai tí thú thân thể cao lớn chiếm cứ một nửa không gian, nó rất là bất mãn giống lên vài tiếng, ngồi xếp bằng nhắm mắt ngủ say. Giật thiếu, cái này lục tịnh bình không gian nhỏ như vậy, người cách mỗi một tháng muốn cho cái bình quán chú một chút nguyên lực, nếu không sợ là cái này yêu vương sẽ bị tươi sống kìm nén mà chết ha. À. Hách lão nghe nói qua một chút lục tịnh bình tư liệu cùng Giang giật dặn dò, Giang giật cũng không chấp nhận, cái này nhai tí thú như thế thực lực cường đại, coi như tích cốc bế hơi thở 3 năm năm đều vấn đề không lớn a à. Đi, ra ngoài, hắn vung tay lên, trong tay lệnh bài sáng lên, hai đạo bạch quang bao phủ hai người, chờ hai người mở mắt lần nữa lúc, phát hiện đã đến u minh xâm lâm cái kia trên vách đá. Ra, chúng ta rốt cuộc sống sót mà đi ra ngoài. Giang giật cùng hách lão liếc nhau, hai người trong mắt đều là cuồng hỉ, Giang giật lấy ra linh thú phủ triệu hồi ra đào một thú, mang theo hách lão bay vọt mà lên, trong tay hắn lệnh bài sáng lên, phía trước xương trắng tự động biến mất, hưng phấn quát lớn, đại hoàng, đi, hồi trở lại hạ vũ thành. Cắt cắt chương 360, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bò, o, à, bò, o, à. u minh xâm lâm phía dưới, một cái cự thú thỉnh thoảng gầm nhẹ, dưới đất cấp tốc tiến lên, Giang giật xếp bằng ở phía trước nhắm mắt dưỡng thần, hách lão thì tại đằng sau chữa thương hai người liên tục bôn tàu một ngày một đêm đã đến u minh xâm lâm biên giới lại hướng đông liền là đại hạ quốc địa giới giang giật rất lo lắng tô như tuyết các nàng sở dĩ thẳng tắp hướng đại hạ quốc phương hướng bôn tẩu không sai biệt lắm a à. sau nửa canh giờ giang giật mở mắt ám toán hẳn là đã tới đại hạ quốc địa giới hắn có chút không kịp chờ đợi muốn dò xét thoáng cái tin tức xác định tô như tuyết đám người an toàn đại hoàng đi lên lần nữa bôn tàu một hồi giang giật quát khẽ một tiếng khách lão cũng tỉnh táo lại lại chữa thương một ngày một đêm thương thế của hắn đã khá nhiều xương cốt đã hết đau nhưng hành tẩu có lẽ còn là có ảnh hưởng ầm um, đại hoàng bay vụt mà lên chui từ dưới đất lên bay ra giữa không trung giang giật hai người bốn phía quét qua nhìn thấy quả nhiên đến đại hà quốc địa giới giờ phút này còn tại phụ cận một con sông lớn ngô nước sông khách lão nhìn mấy lần từ trong ngực lấy ra một bộ địa đồ nhìn mấy lần hưng phấn nói ra giật thiếu ở phụ cận đây đi một vòng, kể bên này có cái lao sơn chấn, là tiền ra cứ điểm, chúng ta chiến ra cũng có người tại bên trong cứ điểm, có thể đánh dò xét một chút tin tức. Giang giật liên hợp chiến ra tiền ra mai phục vân lộc đại quân, việc này khẳng định tại đại lục gây nên sóng to gió lớn, thiên huyền quốc quốc chủ cũng sẽ tức giận. Hai người tiến vào vô thần cấm địa hơn nửa tháng, ai biết cục thế bên ngoài là dạng gì vẫn là trước dò xét một chút tình huống vi diệu. Tốt, Giang giật trầm ngâm một phen, khống chế đại hoàng tại phụ cận chạy như điên, hao tốn nửa canh giờ, rốt cuộc tại một tòa đại sơn phía dưới tìm được một cái chấn nhỏ. Không sai, đây chính là Lao Sơn, kia mặt trên thạch bích có chúng ta gia tộc ám hiệu, giật thiếu trực tiếp đi vào là được, cái này tiểu trấn đều bị tiền ra khống chế, sẽ không tiết ra ngoài hành tung của chúng ta. Hách lão tại đại sơn thạch phong phía trên nhìn một cái mịt mờ ký hiệu về sau, lập tức hưng phấn lên, hắn cùng Giang giật có thể thành công trở về, tin tức này truyền về chiến gia, chiến vô song khẳng định sẽ hạnh phúc hỏng. Đại hoàng, đi, giang giật đối với hách lão tin tưởng không nghi ngờ khống chế đại hoàng hướng xa xa tiểu trấn chạy như điên vù vù còn không có tới gần tiểu trấn trong tiểu trấn mấy cái trong sân lập tức có vô số võ giả bắn ra giang giật còn cảm ứng được có hai tên thần du cường giả khí thức bất quá thực lực cũng không tính là mạnh mẽ ô ô một cái có tiết tấu tiếng kèn vang lên trong tiểu trấn rất nhanh loạn cả lên rất nhiều bình dân võ giả đều theo gian phòng trong sân lao ra hoảng sợ hướng tiểu trấn một cái khác lối ra bỏ chạy đại hoàng khí tức quá cường đại, đem trong tiểu trấn người đều hù dọa. Ô ô ô, hách lão ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, cái này tiếng gào một ngắn hai trưởng, rõ ràng là đặc thù tín hiệu. Tại hắn cái này tiếng gào vang lên về sau, trong tiểu trấn lập tức vang lên một đạo mừng như điên tiếng quát, đại gia đừng hoảng hốt, không phải yêu thú tập kích, là gia tộc chúng ta người. Hiu, hơn 10 đạo thân ảnh hướng ngoài trấn nhỏ vào tới, nhìn thấy đại hoàng mang theo giang giật cùng hách lão băng băng mà tới, mọi người mơ hồ chừng mắt nhìn, rất nhanh giật mình tỉnh lại, nhất là nhìn thấy Giang giật mái tóc màu đỏ ngòm, có mấy người đều kích động toàn thân run rẩy lên. Bịch, bịch, mười mấy người toàn bộ một gối quỳ xuống, một người kích động nói ra tới thế nhưng là. nhiếp chính vương đại nhân cùng hách trưởng lão, Giang giật không nói chuyện, hách lão nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ta là hách thiết thụ, lập tức đem tiểu trấn phong tỏa, hành tung của chúng ta tin tức không thể tiết ra ngoài. Tuân mệnh, tiền ra cùng chiến ra người lập tức cuồng hỉ, nhìn về phía giang giật ánh mắt đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt, bọn họ cũng đều biết giang giật cùng hách lão tiến vào vu thần cấm địa, vốn cho là hai người hẳn phải chết, nhưng không có nghĩ đến hai người thế mà ra chiến vô song cùng tiền vạn quán thế nhưng là cách mỗi ba năm ngày tựu đưa tin tới, hỏi thăm tin tức của hai người. Chiến gia cùng tiền ra đóng tại cái này hai tên thần du võ giả, mang theo giang giật hách lão tiến vào một cái trấn nhỏ bên trong, còn lại võ giả thì triệu tập nhân thủ, phong tỏa tiểu trấn Giang giật thu hồi đào một thú, trực tiếp đi vào một cái trong đại viện, chiến ra người nâng hách lão đi theo vào. Giang giật cũng không kịp tắm rửa thay quần áo, mở miệng do hỏi, bên ngoài thế cục như thế nào như tuyết vừa vặn rất tốt vô song cùng vạn quán đâu. Tiền ra đóng tại tiểu trấn một tên chấp sự, chắp tay cung kính nói, hồi nhiếp chính vương đại nhân, như tuyết quốc chủ hết thảy bình an, nhà ta thiếu tộc trưởng cùng vô song thiếu ra cũng đều an toàn rút về đại hạ quốc, giờ phút này hẳn là tại hạ vũ thành bên trong. Sự kiện kia làm rất bí mật, như tuyết quốc chủ còn để một người làm bộ ngươi sở dĩ thiên huyền quốc cũng không có hoài nghi là ngươi ra tay hô giang giật cùng hách lão liếc nhau hai người kéo căng tâm đều lỏng xuống kia chiến gia chấp sự chắp tay lại bẩm báo nói bất quá thiên huyền quốc có chút hoài nghi là chúng ta chiến ra, trong khoảng thời gian này phái người tại đại hạ quốc bên trong điều tra thật lâu còn khởi động thần võ quốc bên trong trinh sát cũng bắt được nhà chúng ta không ít thám tử còn tốt gia chủ cùng tiền lão ra tử kế hoạch chu đáo lần này vận dụng toàn bộ đều là ẩn tàng thế lực, bên ngoài người gần như đều không nhúc nhích, cho nên chúng ta kết luận thiên huyền quốc hẳn không có đoán ra đến cùng ai mới là chủ sử sau màn. Đoán được lại như thế nào không có chứng cứ, bọn hắn có thể như thế nào. Khách lão cười lạnh một tiếng, việc này làm rất hoàn mỹ, căn bản không có nửa điểm chứng cứ, chiến vô song sau đó quét sạch chiến trường rất cẩn thận, hẳn không có nửa điểm chứng cứ rơi vào thiên huyền quốc trong tay. Hách lão cùng Giang giật thương lượng hai câu, Hạ lệch lập tức đưa tin cho thiếu tộc trưởng cùng tiền thiếu, nói cho bọn hắn chúng ta bình an trở về, để bọn hắn khác đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ giật thiếu hồi trở lại hạ vũ thành rồi nói sau. Tiền gia chấp sự lập tức xuống dưới đưa tin, hách lão lúc này mới quay đầu cùng giang giật nói ra, giật thiếu, nghỉ ngươi trước một hai ngày đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng mệt mỏi thảm rồi, ta khôi phục lại một hai ngày đi đứng liền có thể hoàn toàn khôi phục, có thể cùng ngươi cùng một chỗ hồi trở lại hạ vũ thành. Tốt ha! À? Giang giật sờ lên cái cằm kéo cặn bã sợi dâu, nghe bốc mùi thân thể nhẹ gật đầu. Dù sao xác định tô như tuyết bọn người hết thảy bình an là được rồi, tiền ra người sẽ lập tức đưa tin trở về, đại gia cũng sẽ an tâm. Trễ một ngày sớm một ngày trở về, cũng không có trở ngại, hắn cũng hoàn toàn chính xác mệt mỏi thảm rồi, là nên nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Hắn đứng dậy hướng về sau viện đi đến, hào hào tắm rửa một cái, cùng hách lão Mỹ Mỹ ăn một bữa, hai người thế nhưng là thật lâu chưa ăn qua đồ ăn nóng ăn lương khô đều ăn đến muôn ói ăn uống no đủ giang giật đi vào an bài tốt gian phòng ngã đầu tựu ngủ một ngực ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai mới tu luyện mấy canh giờ giang giật bắt đầu suy tư kế hoạch về sau đường rất nhanh hắn quyết định chủ ý tranh thủ trong vòng nửa năm trước tiên đem thần mạch cho móc ra đào ra thiên thạch sau không muốn luyện hóa miễn cho vô thần trách cứ có thiên thạch lại đi vô thần cấm địa học tập vô thần vô thuật cấm chế trận pháp chỉ cần đem vô thuật cảm ngộ mấy cái, chiến lực của hắn còn sẽ có tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó lại luyện hóa thiên thạch, thực lực đạt tới kim cương cảnh, liên hợp nhai tí thú yêu vương, ba năm về sau, hắn chưa hẳn không có cùng lục đại thế lực chống lại tiền vốn. Ở trong trấn nhỏ an nhàn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Giang giật chuẩn bị lên đường, hách lão an dưỡng hai ngày thương thế cũng khôi phục được bảy tám phần, Giang giật nói lên đường hắn vui vẻ đồng ý. Nhiếp chính vương, hách trưởng lão, hai người còn không có khởi hành, chiến gia chấp sự đột nhiên vội vã đi đến, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, xảy ra chuyện. Vừa mới thu được thiên huyền quốc bên kia tin tức truyền đến, vân hạc vân lộc nhất mạch kia, chuẩn bị đối vân phỉ vân hiền điện hạ động thủ, lần này không có ngoại viện, các nàng. Hẳn phải chết không nghi ngờ, chương 361, vân phỉ vân hiền thi thể đều lạnh. Tình huống như thế nào, giang giật cùng hách lão đều ngây ngẩn cả người, giang giật con người chuyển động hai vòng, trầm giọng nói, vân hạc cùng vân lộc chết rồi, Vân Phỉ đệ đệ Vân Hiền không phải có tư cách nhất thượng vị vương tử sao, vì sao còn dám đối với các nàng tỷ đệ ra tay Vân Hạc nhất mạch tựu không sợ Thiên Huyền quốc quốc chủ tức giận chẳng lẽ muốn đem sở hữu vương tử giết sạch, không ai kế vị mới tốt sao? Chiến vô song đã từng nói, chỉ cần Vân Lộc chết rồi, bọn hắn nhất mạch kia liền không có đem ra được vương tử, đến lúc đó không còn có người ngăn cản Vân Hiền thượng vị. Vì sao kế hoạch thành công, ngược lại sự tình càng hỏng bét? Tin tức có thể tin được không Tà Vu nhất mạch kia chuẩn bị lúc nào động thủ? Hách lão cũng đầy mắt ngưng trọng vấn đạo, hắn rõ ràng nhất chiến vô song đến cỡ nào thích phân phỉ, mà lại giờ phút này thần võ quốc trong nước dung chuyển, thiên huyền quốc cũng là rất tốt đường lui. Vạn nhất phân phỉ chết rồi, không chỉ có chiến vô song muốn đau đến không muốn sống, chiến gia tiền gia cũng đã mất đi một con đường lùi, lần này hy sinh nhiều người như vậy cũng chết vô ích. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác, chiến gia chấp sự khẳng định nói ra, 12 ngày sau đó, thiên huyền quốc quốc chủ muốn đi huyền thiên ngoài thành vu thần sơn tế điện vu thần, Tà Vu nhất mạch kia sẽ ở kia một ngày động thủ, Vân Phỉ Vân Hiền Điện hạ còn tại giam lỏng bên trong, nếu là Tà Vu nhất mạch động thủ thật, bọn hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tin tức là Hỏa Gia thiếu tộc trưởng Hỏa Thụ công tử truyền đến, nhiếp chính vương hẳn là có ấn tượng a à Hỏa Thụ công tử bị Vân Phỉ Điện hạ thu hồn ấn, Vân Phỉ Điện hạ nếu là chết rồi, hắn cũng sẽ chết, sở dĩ hắn mới liều chết truyền tin tức cho chúng ta. Chúng ta người thông qua Huyền Thiên thành đủ loại tình báo, xác định tin tức độ chuẩn xác. Còn như tà vu nhất mạch vì sao muốn giết vân phỉ vân hiền điện hạ. Chiến gia chấp sự lập tức thoáng cái, tiếp tục nói ra, ta nghĩ bọn hắn hẳn là e ngại vân hiền điện hạ thượng vị, vân phỉ cùng vân hiền điện hạ có một người ca ca, năm đó liền là bị tà vu nhất mạch hại chết. Sở dĩ vân hiền đối tà vu nhất mạch rất là thống hận, thiên huyền quốc quốc chủ thể cốt rất kém cỏi, nói không chừng mấy năm sau liền sẽ tân thiên, vạn nhất cho vân hiền điện hạ thượng vị, chờ hắn đăng cơ nhất định sẽ huyết tẩy tà vu nhất mạch. Nguyên lai là dạng này. Giang giật nhẹ gật đầu, Vân Phỉ có một người ca ca bị Vân Hạc hại chết, việc này hắn nghe Vân Phỉ nói qua. Hắn cũng có thể cảm nhận được Vân Phỉ đối tà vu nhất mạch đến cỡ nào thống hận, cho Vân Hiền làm quốc chủ nắm giữ đại quyền, khẳng định hội huyết tẩy tà vu nhất mạch, bọn hắn chó cùng rứt dậu cũng đã rất tốt giải thích. Việc này thiên huyền quốc quốc chủ biết không chẳng lẽ hắn trơ mắt nhìn xem Vân Hiền chết Giang giật trầm mặc một hồi, lại dò hỏi. Không biết, chấp sự nghĩ một lát, nói ra, vu hậu, cũng chính là Vân Hạc cùng Vân Lộc mẫu hậu cũng tu luyện tà thuật, còn tinh thông nghị thuật, là cái cực kỳ lợi hại nữ nhân. Toàn bộ hậu cung đều bị nàng khống chế, trong khoảng thời gian này quốc chủ một mực tại trong thâm cung, hỏa thụ loại này cấp bậc công tử, căn bản không có cách nào đem tin tức truyền đến quốc chủ trong tai. Chủ mưu bày ra hành động lần này chủ sử sau màn, cũng chính là vị này vu hậu. Phiền toái, hách lão cuốn lên, thời gian chỉ có 12 ngày, ngắn như vậy thời gian chiến ra cho dù có tâm cứu viện, muốn triệu tập cường giả đi huyền thiên thành cũng đã muộn. Chiến gia tiền ra tiềm phục tại thiên huyền quốc bên trong võ giả, đều là một chút phụ trách tình báo cấp thấp võ giả, thần du nhất trọng võ giả đều rất ít, căn bản không có biện pháp cứu viện. Vân phỉ cùng vân hiền bị giam lỏng, thiên huyền quốc quốc chủ tế điện vu thần, thành nội cường giả cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng bồi điều khiển. Coi như vân phỉ cùng vân hiền có một ít cường giả hộ vệ, nhưng tà vu nhất mạch như thế cường đại, vu hậu tỉ mỉ bày ra phía dưới, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ a. À. 12 ngày, 12 ngày, hách lão trong đại sảnh bắt đầu đi loanh quanh, rất nhanh ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, quát khẽ nói, lập tức đưa tin, để chiến ra tất cả cường giả, ẩn núp vào huyền thiên thành nội, chờ ta mệnh lệnh. Bất luận như thế nào, lần này ta nhất định muốn đem vân phỉ vân hiền điện hạ cứu ra, nếu không thiếu tộc trưởng hội cực kỳ bi thương. Hách trưởng lão, chiến gia chấp sự cuống lên, hách thiết thụ mấy chục năm qua một mực ẩn cư phía sau màn, ngoại nhân rất ít biết rõ uy danh của hắn nhưng chấp sự này rất rõ ràng, chiến gia tộc trưởng đến cỡ nào coi trọng hách trưởng lão, chiến vô song cũng là hách trưởng lão nhìn xem lớn lên, tình cảm rất sâu. Hắn lẻ loi một mình đi huyền thiên thành, rất có thể một đi không trở lại, thậm chí vì không bại lộ chiến gia, thời khắc mấu chốt hắn đều có thể tự mình hại mình tự bảo, đến lúc đó liền di thể cũng không thể bảo toàn. Đừng nói nữa, hách lão sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, huyền thiên thành nội cường giả dốc toàn bộ lực lượng nếu như ta kế hoạch chu đáo, có hỏa thủ cổ đặc bọn người phối hợp, cũng không phải không có cơ hội cứu ra vân phỉ vân hiền điện hạ. Nói xong, hách lão hướng giang giật chắp tay nói, giật thiếu, ngươi về trước hạ vũ thành đi, lão hách tự không bồi ngươi trở về. Giang giật trầm mặc không nói, tại hách lão liền muốn hướng ra phía ngoài phóng đi lúc, hắn đột nhiên rũi ra bắt lấy hách lão, ngẩng đầu nhàn nhạt nói ra, hách lão, ta và ngươi cùng đi chứ. Không thể, tuyệt đối không thể, hách lão cùng chấp sự đồng thời quát khẽ, hách lão đi không có việc gì, coi như sự bại cũng tự bảo để cho mình thân thể nổ thành mảnh vỡ sẽ không lưu lại nửa điểm chứng cứ giang giật thân phận gì mà lại công kích của hắn thần thông quá đặc biệt rất dễ dàng bại lộ một khi bại lộ thiên huyền quốc kim cương cường giả tuyệt đối sẽ bị kinh động đến lúc đó giang giật không thể trốn đi đâu được cũng không ai có thể bảo vệ hắn dù sao đây là hắn chủ động muốn chết thủy u lan yêu hậu mấy người cũng sẽ không ra mặt ha ha giang giật mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin không thèm để ý chút nào khoát tay nói hách lão ngươi hẳn phải biết ta có dạng gì át chủ bài, mà lại ngươi tựa hồ quên đi của ta một cái thân phận đặc thù. Nếu như đi còn lại các nước chư hầu ta có thể sẽ chết, nhưng đi thiên huyền quốc coi như xảy ra chuyện, ta cũng không chết được. Ngươi cũng đã nói, chỉ cần kế hoạch chu đáo, cũng không phải không có cơ hội cứu ra vân phỉ. Ta đi, cứu ra vân phỉ cơ hội sẽ lớn hơn ngươi hơn mấy lần. Ách, hách lão khẽ giật mình, tinh tế suy nghĩ đôi mắt rất nhanh phát sáng lên, giang giật lá bài tẩy sắc thực rất cường đại, đỉnh phong yêu vương coi như thiên huyền quốc kim cương cường giả cũng không chiếm được lợi ích. Điểm trọng yếu nhất, giang giật thân phận, hắn là vô thần truyền nhân, vô thần tại thiên huyền quốc có được trí cao vô thượng quyền uy, mỗi một thời đại quốc chủ, tại vô thần sinh nhật thời điểm đều muốn đi vô thần sơn tế bái vô thần, có thể tưởng tượng vô thần tại thiên huyền quốc địa vị. Giang giật giống như khiêng ra hắn vô thần truyền nhân thân phận, thiên huyền quốc cường giả bao quát vị kia kim cương cường giả đều có thể không dám động giang giật. Giang giật còn có thuấn gì có được đào một thú, sát lục chân ý phía dưới đổ sát thần du cảnh như giết chó, hắn đi cứu ra vân phỉ hai người hy vọng đúng là lớn mấy lần. Hách lão trầm ngâm thật lâu, vẫn lắc đầu nói, không được, cái này quá mạo hiểm, giật thiếu ngươi nếu là ra một chút việc, ta chờ chết không có gì đáng tiếc a. À. Dài dòng, giang giật hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra phía ngoài, trong sân triệu hồi ra đào một thú, âm thanh lạnh lùng nói, có đi hay không chậm trễ nữa xuống dưới, vân phỉ vân hiền thi thể đều lạnh. Chiến vô song cùng Giang Giật là quá mệnh giao tình, Vân Phỉ tại trong rừng quỷ cũng giúp hắn ân tình lớn. Giang Giật cái này để người ta tính cách luôn luôn như thế. Người khác đối tốt với hắn, hắn sẽ đối với người khác tốt gấp 10 lần. Giờ phút này biết rõ Vân Phỉ liền phải chết, làm sao lại khoanh tay đứng nhìn? Tốt ha, khách lão Minh Bạch Giang Giật quyết định Châu Chín còn cũng kéo không trở lại, chỉ có thể cắn răng cùng kia chấp sự bàn giao vài câu để hắn đưa tin cho Chiến vô song. Thời khắc chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn, lúc này mới nhảy lên đào một thú. Đại hoàng, đi, đi huyền thiên thành. Giang giật hét lớn một tiếng, đào một thú chui từ dưới đất lên sông vào dưới mặt đất, rất nhanh biến mất tại chiến gia chấp sự trong tầm mắt. chương 362, Bách biến mặt nạ, huyền thiên thành tại thiên huyền quốc đông nam bộ, theo bình thường đại quân hành quân tốc độ, theo đại hạ quốc biên giới tiến đến huyền thiên thành ít nhất phải hơn nửa tháng, giang giật cùng hách lão ngày đêm không ngừng lao nhanh, đào một thú mặc dù tốc độ không tính quá nhanh, nhưng so với đại quân hành quân tốc độ vẫn là phải nhanh lên gấp 2-3 lần đào một thú vẫn là theo lòng đất thẳng tắp đi sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra hai người hẳn là tại tám trong chín ngày đuổi tới huyền thiên thành phụ cận giang giật khống chế đào một thú hạ lòng đất vạn trượng khoảng cách sâu như vậy lòng đất tự nhiên an toàn vô cùng không có yêu thú cũng sẽ không bị người phát hiện sở dĩ hai người đi đường đều rất an nhàn hách lão nhắm mắt chữa thương giang giật thì một đường tu luyện linh hồn bên trong năng lượng màu xanh đã tiêu hao một nửa linh hồn còn tại chậm rãi tăng cường giang giật không tu linh hồn cũng sẽ không linh hồn thần thông, linh hồn cường đại một chút, cũng không có cảm giác có cái gì đặc biệt, sở dĩ cũng không thèm để ý. Tu luyện 2 3 ngày sau, hắn phát hiện cái này tốc độ tu luyện quá chậm, cũng lười tu luyện, thông đạo dưới lòng đất trầm muộn rất, bốn phía một mảnh đen kịt, giang giật nội tâm có chút khó chịu. Đúng rồi, hắn nhớ tới tại Càn Khôn Điện phòng bảo tàng bên trong mang theo một chút bảo vật ra, còn có mấy món đặc thù thiên khí, giờ phút này vừa vặn lấy ra nghiên cứu một chút, nhìn xem có hay không đặc thù thần thông. Ông hắn đầu tiên lấy ra cái kia thanh hoa mỹ dị thường thánh khí trường cung, đáng tiếc dùng nguyên lực vờn quanh luyện hóa một hồi, không có một chút phản ứng, hiển nhiên cái này thánh khí không phải thời gian ngắn có thể luyện hóa. Lập tức hắn lại lấy ra mặt khác một thanh trường kiếm, thưởng thức một trận, phát hiện dùng quen thuộc hỏa long kiếm, cái này thánh khí dùng đến rất không thuận tay. Lộc cộc, lộc cộc, phía sau hách lão bị thánh khí tự thân mang khí tức bừng tỉnh, nhìn thấy giang giật thế mà có nhiều như vậy thánh khí, trợn cả mắt lên. Phải biết chiến gia đứng ngạo nghế thật to trên lục địa vạn năm, đến còn chỉ có một cái thánh khí, chỉ có gia chủ mới có tư cách đeo, giang giật mới 17 tuổi, trên người trí bảo lại vượt qua một cái siêu cấp gia tộc vạn năm tích lũy. Đương nhiên, hắn không dám lên tham mộ tri tâm, càng sẽ không mở miệng cùng giang giật đòi hỏi, như thế trí bảo đừng nói hắn, coi như chiến vô song cùng giang giật giao tình đều không mở được cái miệng này. Giang giật cũng đã nhận ra hách lão dị dạng, cười một tiếng, không có để ý ánh mắt của hắn, tiếp tục xuất ra món kia áo mưa, nhìn một chút lại thua vào thứ này mặc dù là hiếm thấy loại hình phòng ngự bảo vật nhưng là nữ tử dùng hắn mặc vào cũng có chút dở dở ương ương ông hắn lần nữa xuất ra một cái mặt nạ hắn trước kia tại thiên võ thành làm bồi luyện lúc vẫn mang theo mặt nạ sở dĩ đối diện cố tình có độc chung tại phòng bảo tàng bên trong nhìn thấy một cái mặt nạ vàng kim hắn lập tức thích tiện tay cầm thiên khí mặt nạ cái này có làm được cái gì a à luyện chế bảo vật này người chẳng lẽ lại là nghĩ mặt phòng ngự bộ tránh cho bị người hủy đi khôi ngô mặt Giang giật cảm giác có chút không hiểu thấu, nếu như muốn phòng ngự đầu, cái kia hẳn là luyện chế một cái mũ giáp A, à, luyện chế một cái mặt nạ có làm được cái gì. Luyện hóa một chút, nội tâm lòng hiếu kỳ, thúc đẩy hắn đối này mặt nạ công năng rất có hứng thú, hắn dùng nguyên lực vần quanh mặt nạ, sau một lát phát hiện mặt nạ thế mà có chút nổi lên một chút ánh sáng, hiển nhiên luyện hóa không phải quá khó khăn. Tiếp tục, dù sao đào một thú không cần khống chế, thằng tắp lao nhanh chính là, giang giật dứt khoát chuyên tâm luyện chế mặt nạ, nguyên lực không ngừng quán chú vào mặt nạ bên trong, trên mặt nạ quang mang cũng chậm rãi tăng cường. Chọn vẹn luyện hóa 3 ngày, cái kia kim sắc mặt nạ rốt cục quang mang lóe lên, triệt để bị luyện hóa, Giang Giật cũng phát hiện cùng này mặt nạ có một tia tinh thần liên hệ, một đạo tin tức cũng đột một theo mặt nạ bên trong truyền đến trong đầu của hắn. Bách biến mặt nạ, hắn hồ nghi chừng mắt nhìn, nguyên lực quán chú, đem mặt nạ chậm rãi bám vào trên mặt mình. A, à, hách lão thương thế đã toàn bộ tốt, giờ phút này cũng đúng lúc kỳ nhìn xem giang giật cử động tại hắn mang lên mặt nạ một khắc này hách lão con người đột nhiên mở tròn vo tựa như gặp quỷ bởi vì kia mặt nạ dán tại giang giật trên mặt về sau biến mất vô tung vô ảnh sau đó giang giật mặt đột nhiên biến hóa thế mà biến thành một tấm siêu cấp đại mỹ nữ mặt tại giang giật quay đầu nhìn qua nở nụ cười xinh đẹp hách lão dọa đến toàn thân run lên kém chút quẳng xuống đào một thú ông giang giật trên mặt quang mang lóe lên tấm kia xinh đẹp mỹ nữ mặt lại thay đổi lần này biến thành một tấm uy nghiêm mặt chữ quốc, mà lại hách lão còn không chút nào cảm thấy khó chịu, tựa như giang giật vốn chính là dạng này. Ông, giang giật mặt lại biến đổi, lần này triệt để để hách lão bó tay rồi. Bởi vì hắn thế mà biến thành chiến vô song mặt, giống nhau như đúc, giống như không phải giang giật hình thể cùng chiến vô song có chút tranh lệch, làn da cũng không phải màu đồng cổ, hách lão sẽ còn coi là giang giật liền là chiến vô song. Ha ha ha, giang giật sờ sờ mặt, cũng cảm giác chơi vui, cái này bách biến mặt nạ quả nhiên có chút ý tứ. Thế mà có thể tùy ý cải biến tướng mạo, hơn nữa còn hoàn toàn không phải mặt nạ da người loại kia cứng nhắc ngốc trệ, mặt không biểu tình, này mặt nạ chuyển biến về sau, căn bản chính là biến thành mặt khác khuôn mặt, giang giật mang theo cũng không có chút nào cảm thấy khó chịu. a à, khách lão đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt quang mang thoáng cái cực nóng lóa mắt, hắn kinh hô lên, giật thiếu, người có này mặt nạ, cùng thuấn di thần thông, đây chính là tốt nhất chạy trốn thủ đoạn, người thuấn di vào trong đám người, mặt biến đổi ai có thể tìm tới ngươi. Đúng a, à, Giang giật vốn đang cảm thấy còn đùa, bị hách lão một nhắc nhở lập tức hưng phấn lên, bất quá suy tư một trận, hắn con ngươi rất nhanh ảm đạm xuống, lắc đầu nói kim cương cường giả đều có thần thức có thể dò xét, ta này mặt nạ không nhất định có thể trốn qua thần thức dò xét, giống như bọn hắn có thể xuyên thấu qua mặt nạ dò xét, này mặt nạ liền là vô dụng. Còn kim cương cảnh phía dưới, ai lại dám truy sát ta? Cũng thế, hách lão cũng tỉnh ngộ lại, này mặt nạ nguyên bản còn tưởng rằng có tác dụng lớn, xem ra chỉ là gân gà mà thôi. Ha ha, này mặt nạ cũng không phải không có ích lợi gì. Giang giật suy nghĩ một trận, cười hắc hắc, cũng không đi quản này mặt nạ, tiếp tục đang tra xem còn lại bảo vật. Đáng tiếc còn lại thiên khí, hoặc là tác dụng không lớn, hoặc là rất khó luyện hóa, đảo cổ mấy ngày, huyền thiên thành cũng nhanh đến, giang giật cũng không dám chơi, để đào một thú rừng ở dưới mặt đất, hắn lặng lẽ tiềm hành đi lên, dò xét tình huống hắn dùng mặt nạ cải biến dung mạo, biến thành một cái thô lỗ đại hán, sách theo một cái đầu phủ, lên trên mặt đất, bốn phía dò xét một trận, rất nhanh xác định bọn hắn chỗ phương vị. Trở lại dưới mặt đất, Giang giật thu hồi đào một thú, cùng hách lão bàn giao nói, không theo dưới mặt đất đi, chúng ta rời đi huyền thiên thành chỉ có hơn 10 dặm, nửa ngày liền có thể đuổi tới, chúng ta từ phía trên đi thôi. Tốt, hách lão từ trong ngực lấy ra một tấm mặt nạ ra người, còn nuốt một viên đan dược, trên người hắn khí thức cường đại lập tức biến yếu, Tựu liền giang giật tại thời khắc này đều cho là hắn chỉ là một cái tử phủ cường giả tối đỉnh, âm thầm cảm thấy ngạc nhiên. Giật thiếu, đây là chiến gia bí chế đan dược, người cũng ăn một viên đi, chúng ta dạng này hành tẩu, tự không để cho người chú ý. Hách lão ném cho giang giật một viên tối om om đan dược, từ trong ngực lấy ra địa đồ nhìn lướt qua nói, mới trôi qua cửu thiên, chúng ta còn có ba ngày thời gian. Đi trước huyền thiên thành phụ cận uống ngựa chấn đi, nơi đó có một cái chiến gia cứ điểm, chúng ta trước dò xét thoáng cái tin tức, lại bàn bạc kỹ hơn. Đi thôi, Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, mặt lần nữa biến hóa, lần này biến thành một cái thanh niên anh Tuấn, hắn tà khí cười nói, thực sự không được, chúng ta tụ náo hắn cái long trời lở đất. Hôm qua viết viết ngủ thiếp đi, xấu hổ, hôm nay chương 6 bổ sung, thời gian đổi mới không cố định, viết một chương càng một chương. Chương 363, ta không cần giúp đỡ. Uống ngựa chấn, mặc dù nói là một cái chấn, nhưng bởi vì tới gần huyền thiên thành, Sở dĩ rất là phồn hoa, nhưng so sánh một cái thành nhỏ. Nga, bên trên ba sao, trong tiểu trấn ngựa xe như nước náo nhiệt phi thường, tiểu trấn Nam Môn đi tới một vị người mặc hoa bào, trên lưng cài lấy một cái linh khí bảo kiếm khôi Ngô thiếu niên, phía sau hắn đi theo một tên tóc trắng xóa lão nô, cho người ta ấn tượng đầu tiên, đây là một vị gia du ngoạn đại gia tộc công tử. Oa, công tử kia tốt khôi Ngô a, nhìn một chút đều muốn say. Liền là a các ngươi nhìn hắn trên tay thế mà cầm một cái linh khí đây nhất định là gia tộc siêu lớn công tử a đây còn phải nói hạ nhân đều là tử phủ cảnh đỉnh phong bình thường tiểu gia tộc công tử có thể thúc đẩy đến động từ lâu trà tứ bên trong trên đường cái thỉnh thoảng có thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía thiếu niên trong mắt đều là cực nóng cùng nóng bỏng còn có rất nhiều thiếu nữ to gan nghị luận lên thỉnh thoảng còn hướng giang giật đưa qua một cái làn thu thủy lão thiết nơi này như tử tính cách rất là nóng bỏng a Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nhìn xem bốn phía thiếu nữ mặc đều rất là bại lộ, thậm chí có chút thiếu nữ còn mặc cực ngắn váy ra, lộ ra nửa cái bờ mông, đi đường uốn éo uốn éo, thấy hắn rất không quen. Công tử, buông ra ta, thiên huyền quốc tập tục một mực rất là mở ra, nơi này nữ tử gặp gỡ thích nam tử, sẽ còn trực tiếp đi tử lâu hoan hảo đâu. Công tử, người muốn tự nhiên ta, nếu không sẽ gây cho người chú ý. Hách lão vọng trộm cho Giang giật truyền âm một câu, Giang giật đỏ mặt lên, hắn nhưng vẫn là xử nam đâu mặc dù mỹ nữ gặp nhiều âu yếm nữ tử cũng là đại lục ở bên trên cấp cao nhất mỹ nữ nhưng hách lão tại trên đường cái nói lên việc này vẫn là để hắn rất không tự tại cũng may hắn tâm tính không tệ rất nhanh khôi phục bình tĩnh ánh mắt cũng to gan đáp lại nhìn chăm chú hắn nữ tử nhìn thấy những cô gái kia nóng bỏng ánh mắt nội tâm của hắn âm thầm nghĩ tới hắn đây là đeo một cái linh khí cái này nếu là có một cái thánh khí những cô gái này còn không phải trực tiếp nhào tới a à? Tại hách lão dẫn đầu dưới, Giang giật tiến vào một cái không lớn không nhỏ trong tử lâu, trưởng quỹ lại là một vị phong thái chắc tuyệt thiếu phụ, tư sắc có bảy tám phần đi, dáng người bốc lửa, nhất là hai cái to lớn ngọc qua càng là muốn cuồn cuộn mà ra, lồng ngực của nàng mở rất thấp, có thể thấy rõ ràng một mảnh trắng nón cùng một đầu rãnh sâu hóm, làm cho người mơ màng, dụ người phạm tội. Nha, tốt một vị tuấn tú tiểu công tử, là ăn cơm hay là ở trọ A? Nhìn thấy Giang giật mang theo hách lão vào đây, cái này phong tao thiếu phụ trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, trước ngực ngọc qua lắc một cái tiến lên đón, một cái tay nhẹ nhàng tại giang giật trên vai lướt qua, trên thân thể nồng đậm mùi thơm hun đến giang giật cái mũi co lại, hắn tự hồ có loại cảm giác, hắn đi vào không phải từ lâu, mà là thanh lâu. Ở trọ, chủ quán cho chúng ta mở một gian tốt nhất thiên tự nhất hào gian phòng, ta ra công tử không thiếu tiền. Hách lão ở một bên thấp giọng mở miệng nói, thiếu phụ kia nghe xong đôi mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, ánh mắt hướng hách lão quét tới, nói thiên tự nhất hào hai vị quý khách thật có lỗi, đã có người ở, nếu không an bài số 3. Khai hai gian đi, số 2 số 3 đều mở ra. Hách lão mặt không thay đổi trả lời. Được rồi, thiếu phụ xả yêu nhất xoay, chào hỏi một tên tiểu nhị mang theo hách lão cùng giang giật đi lên lầu, giang giật nhìn thiếu phụ kia một chút, nhìn thấy trong tiệm khách nhân đều bị hắn mê đến xoay quanh, âm thầm đối chiến ra an bài biểu thị bội phục, thiếu phụ này rõ ràng là thu thập tình báo hảo thủ bình thường nam nhân bị nàng trên giường giày vò, sợ là nói cái gì đều bị moi ra tới a. À. giang giật hai người đi trên lầu, tiến vào một cái phòng về sau, tiểu nhị kia lập tức một gối quỷ xuống nói, tham kiến hai vị đại nhân, mời đi theo tiểu nhân. tiểu nhị trong phòng mở ra một cái ẩn nấp cơ quan, một mặt tường bích bạch quang lóe lên, xuất hiện một đạo cửa ngầm, hách lão cùng giang giật đi vào, hạ một cái địa đạo, cuối cùng đi tới một cái ẩn nấp trong tiểu viện. liễu phi tham kiến hách trưởng lão, vị này hẳn là nhiếp chính vương đại nhân a à. trong tiểu viện cái kia phong thái chắc việc thiếu phụ đã sớm đang đợi nhìn thấy giang giật hai người theo ám đạo đi vào trong sân lập tức một gối quỳ xuống bởi vì thân thể nghiêng về phía trước trước ngực kia hai cái to lớn ngọc qua gần như đều có một nửa hiển lộ ra đứng lên đi Hách lão hiển nhiên thường thấy các loại tràng diện vung tay lên nói vị này liền là nhiếp chính vương tình huống nơi này nhưng có nghịch chuyển không có liễu phi hướng giang giật mỉm cười gật đầu lần nữa sau khi hành lễ lúc này mới nói ra, việc này vua hậu đã xác định, không ai có thể sửa đổi, mà lại biết rõ kế hoạch này đích xác rất ít người, thuộc hạ cũng là hy sinh nhan sắc, mới từ tà vu nhất mạch một vị điện hạ trong miệng xác định tin tức độ chuẩn xác. Hỏa thụ công tử phụ thân căn bản không biết hắn hồn ấn bị vân phỉ điện hạ thu, hỏa gia cùng vua hậu là thân thích, lần này hỏa gia cũng sẽ phái cường giả vây công, sở dĩ tin tức mới có thể bị chúng ta biết. Vất vả ngươi, hách lão đối liễu phi không hoài nghi chút nào, bởi vì nữ tử này cô nhi, từ nhỏ bị chiến ra nuôi lớn, trung thành phương diện tự nhiên không có vấn đề. Hắn trầm ngâm một trận, mở miệng do hỏi, chúng ta người, người điều tập bao nhiêu vân phỉ vân hiền điện hạ bên người có bao nhiêu cường giả giam lỏng dám thì các nàng người có bao nhiêu có thể liên hệ với các nàng vô hậu chuẩn bị phái bao nhiêu người động thủ. Liễu Phi cúi đầu trầm tư một chút, trả lời, chúng ta nhân thủ không nhiều, ta chỉ có thể triệu tập người tên thần du võ giả, cũng đều là thần du ngũ trọng dưới đây, tử phủ cảnh có thể triệu tập 300 người. Vân phỉ điện hạ hai người bị giam lỏng tại vân hiền điện hạ vương phủ, thủ hộ các nàng cường giả có một ít, nhưng chân chính có thể tin hẳn là chỉ có hai tên thần du thất bát trọng cường giả. Bên ngoài giam lỏng các nàng cấm vệ quân có một ngàn người, dẫn đội là một tên thần du đỉnh phong tướng quân. Chúng ta người không có cách nào trà trộn vào đi, thủ vệ đặc biệt nghiêm ngặt, thuộc hạ cũng sợ đánh cỏ động rắn, tự không dám loạn động. Còn như, Vu hậu lần này phái bao nhiêu người, chính xác thuộc hạ không có dò xét ra, phỏng đoán cẩn thận thần du cường giả tối đỉnh có 5 người, thần du ngũ trọng trở lên cường giả có 30 người trở lên, lần này vu hậu quyết định muốn giết chết các nàng, tự nhiên không thể sai sót. Liễu Phi năng lực rất mạnh, các loại tình báo đều dò xét rất rõ ràng, giang giật âm thầm gật đầu không có chen vào nói, hách lão suy nghĩ thoáng cái, dò hỏi các người có thể chế định đặc biệt tốt kế hoạch chúng ta nếu là cứu ra các nàng, đường lui có thể sắp xếp xong xuôi. Kế hoạch, Liễu Phi đẹp mắt lông mày nhíu lên, cắn chặt hai hàm răng trắng là nói ra, thuộc hạ ngược lại là có một cái không thành thuộc ý nghĩ, liền là tế tự ngày ấy, thuộc hạ mang 300 tử phủ cảnh võ giả đi công kích kỳ vương phủ, hấp dẫn vu hậu chú ý. Vân kỳ điện hạ chỉ có 9 tuổi, là vu hậu tiểu nhi tử, vân lộc sau khi chết, vu hậu liền để quốc chủ cho hắn phong vương, tự nhiên muốn cho hắn làm thái tử. Cho nên chúng ta đi công kích kỳ vương phủ, vu hậu khẳng định lại phái đại quân cứu viện. Đến lúc đó, ta lại phái một số người bốn phía công kích, gây nên thành nội rối loạn, trưởng lão cùng nhiếp chính vương đại nhân các người có thể mang 10 tên thần du võ giả đi công kích hiền vương phủ, bằng vào nhiếp chính vương cùng trưởng lão năng lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm đem hai vị điện hạ cứu ra. Còn như đường lui, liễu phi dừng một chút, tiếp tục nói ra có thuộc hạ biết được nhiếp chính vương tới về sau, ngay tại thành bắc đào rất nhiều địa đạo, chỉ cần các người dùng đào một thú theo thành bắc dưới mặt đất đi, hẳn là có thể tạm thời mê hoặc thoáng cái truy binh, để các ngươi nhẹ nhõm đào tẩu. Đương nhiên, giống như kinh động đến ngân hoa bà bà tựu rất phiền toái, kim cương cường giả thực lực quá cường đại. Đi, sang giật sau khi đi vào, một mực chưa hề nói chuyện, giờ phút này lại giải quyết dứt khoát, khoát tay nói, liền theo kế hoạch này làm việc đi, bất quá kia mười tên thần du võ giả liễu phi chính người an bài. Hiền vương phủ ta cùng hách lão đi là được, ta không cần giúp đỡ, thực lực quá thấp ngược lại là vướng víu, chính các người cũng an bài tốt đường lui, hai ngày sau khai giết. chương 364, Dạ Chi Mị Vướng víu, Liễu Phi trông mong nhìn Giang giật một chút, thần du cường giả đều là vướng víu, lời này sợ là cũng chỉ có Giang giật dám nói a. À. Bất quá nàng nghĩ đến Giang giật biến thái thực lực, cũng liền bình thường trở lại, Giang giật có sát lục chân ý, địch nhân là một người hay là một ngàn người đều không có khác nhau, hắn kim cương cảnh phía dưới vô địch, mang theo 10 tên thần du cường giả đi đích thật là vướng víu. Tốt, nhiếp chính vương cùng trưởng lão nghỉ ngơi trước, ta cái này đi an bài một chút, có việc phân phó phía ngoài thị nữ. Liễu Phi cúi người sau khi hành lễ, lắc lắc tròn vào mông mẩy đi ra ngoài, hách lão lại gần cười hắc hắc nói, giật thiếu, muốn hay không Liễu Phi thị tẩm nữ tử này là chúng ta chiến ra bồi dưỡng ra được tinh anh, công phu trên giường nhất đẳng, bảo đảm hầu hạ ngươi thư thư phục phục, mà lại ta xem Liễu Phi đối ngươi cũng rất có tình ý nha. Ngoá, Giang giật mắt trợn trắng lên, liền vội vàng khoát tay nói, hách lão khác đừng, làm loạn, cái này cho như tuyết biết rõ, nàng không giết được ta. Hắc hắc, gặp dịp thì chơi thôi, ai có thể biết rõ. Hách lão lộ ra một cái vẻ mặt bị ổi, nhỏ giọng nói, chỉ là chơi đùa mà thôi, Liễu Phi khẳng định cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi, sau đó càng sẽ không muốn ngươi phụ trách gì gì đó. Lão Phu lúc còn trẻ thế nhưng là rất phong lưu, đáng tiếc thân thể không được, muốn làm cũng làm bất động. Người cái lão sắc quỷ, không cùng ngươi giật, ta tu luyện đi. Giang giật im lặng tìm một cái phòng đi vào tu luyện, huyền thiên thành chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng lười quản, chờ Liễu Phi An bài tốt hết thảy trực tiếp xuất thủ là được rồi. An tính tu luyện một ngày, đến ban đêm Liễu Phi lại trở về một lần, biểu thị hết thảy An bài hoàn tất, liền chờ hậu thiên thiên huyền quốc quốc chủ đi vu thần sơn tế tự vu thần. Ngày thứ hai Liễu Phi lần nữa vừa đi vừa về báo hết thảy bình thường, giang giật cùng hách lão một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi trời sáng đại chiến khai mạc. Đến trong đêm, giang giật vừa mới tu luyện hoàn tất đang chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, một cái mềm mại đáng yêu thanh âm cũng vang lên, nhiếp chính vương đại nhân, liễu phi có chuyện quan trọng cầu kiến. Ừ, Giang giật còn tưởng rằng sự tình có biến, liền vội vàng đứng lên nói, cửa không có khóa, vào đi. Môn nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo yểu điệu thân thể đi đến, Giang giật vừa dập tắt đèn, sở dĩ gian phòng bên trong tia sáng có chút tối, còn tốt hắn thị lực không tệ, quét xuống một cái lập tức thân thể có chút khô nóng. Bởi vì cái này Liễu Phi mặc một thân màu đen tơ lụa lễ váy, cái này váy rất là bó sát người, đem liễu phi vóc người bốc lửa phát hỏa hoàn mỹ vô khuyết trước ngực vẫn như cũ mở rất thấp trần trụi ra một nửa tuyết trắng tựa hồ vô cùng sống động mấu chốt là nàng bên trong giống như đều không mặc gì giang giật đều có thể thấy rõ ràng hai cái nhô ra điểm liễu phi chân đặc biệt thon dài bờ mông cũng rất là đầy đặn lặn đi vểnh lên cái này váy đen vẫn là xẻ tà hành tàu thời điểm ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai đoạn trắng bóng đùi như ẩn như hiện càng là mê người giang giật thường thấy mỹ nữ nhưng nói thế nào đều là xử nam cái này Liễu Phi lại am hiểu nhất lợi dụng thân thể của mình làm vũ khí, nhất cử nhất động, một cái nhân mày một nụ cười đều tràn đầy nữ nhân vũ nghị cùng phong tình, tự nhiên thấy Giang giật trợn cả mắt lên. Liễu Phi tham kiến nhiếp chính vương đại nhân, Liễu Phi cúi người làm một cái vạn phúc, trước ngực hai cái ngọc qua lại nhộn nhạo, tăng thêm nàng tấm kia quyến rũ mặt, giờ khắc này càng nhìn cùng yêu hậu giống nhau đến mấy phần, trong mắt cũng đều là mỹ ý, thấy Giang giật càng thêm toàn thân khô nóng. Còn tốt hắn tâm tính không tệ, ép buộc chính mình không nhìn tới Liễu Phi thân thể, nhìn chằm chằm mặt của nàng trầm giọng nói, "Chuyện gì?" Liễu Phi uyển chuyển cười một tiếng, thế mà đưa tay tại dưới váy sờ một cái, lấy ra một phần địa đồ, trước khi đi mấy bước nói, "Nhiếp Chính Vương đại nhân, đây là Huyền Thiên thành cặn kẽ nhất địa đồ, còn có Hiền Vương phủ địa đồ, cùng rút đi lúc lộ tuyến, ta vừa mới để cho người ta chuẩn bị cho tốt, cái này không cho ngài đưa tới sao?" Nha, Giang giật tiếp nhận địa đồ, cẩn thận xem xét, Liễu Phi lắc lắc xả yêu nhóm lửa ánh nến, cả người ở trong tối hoàng ánh nến chiếu dọi càng lộ vẻ vũ nghị, nàng đi tới tới gần giang giật đưa tay tại trên địa đồ chỉ một cái nói, đây là ta cho nhiếp chính vương thiết lập tốt lộ tuyến, bên này nói người ít nhất, cũng khoảng cách phân phỉ điện hạ ở lại sắc phi cung gần nhất, đại nhân nghĩ cách cứu viện hai vị điện hạ về sau, lập tức hướng bên này rút lui. Địa đồ làm rất kỹ càng, hiền vương phủ bên trong mỗi cái địa phương có bao nhiêu quân đội cường giả đều có ghi chú rõ, hiển nhiên liễu phi làm đủ giờ tụng niệm. Giang giật liếc mấy cái tựu nhớ kỹ, sự chú ý của hắn rất nhanh bị bên người vị này đại mỹ nhân hấp dẫn, tai mũi chỗ đều là một trận nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, Liễu Phi rời đi hắn rất gần, tự đứng tại hắn phía trước, đưa tay chỉ địa đồ thời điểm, hội có chút cung hạ thân, trước ngực hai cái ngọc qua một mực tại giang giật trước mắt lắc, kia hai cái điểm còn dị thường rõ ràng. A, giang giật theo bản năng nguyễn động thoáng cái yết hầu, ép buộc chính mình không nhìn tới kia hai cái ngọc qua, trầm giọng nói tốt, ta nhớ kỹ, ta muốn nghỉ ngơi, Liễu Phi ngươi lui ra đi. Liễu Phi không có lui ra, ngược lại quay người đi thổi tắt ánh nến, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới quay đầu cười híp mắt nhìn qua Giang giật nói, đại nhân, cần Liễu Phi thị tẩm sao Liễu Phi rất vinh hạnh phục vụ đại nhân đấy. Một bên nói, Liễu Phi còn đưa tay tại trên đùi kéo một phát, đem váy giải nói tới, chậm rãi lộ ra một đoạn trắng bóng đùi, lại quay người đưa lưng về phía Giang giật, đem trên bờ vai áo bảo chậm rãi chút bỏ lộ ra một tấm trắng noãn như ngọc lưng trắng, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy trước ngực hùng vĩ. Nàng ngoái nhìn cười nói, nhiếp chính vương đại nhân yên tâm, việc này liễu phi tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài liễu phi một mực rất là sùng bái đại nhân đại nhân chính là đương đại hào kiệt bất thế anh hùng là sở hữu nữ tử tình nhân trong mộng giống như có thể cùng đại nhân hoàn hảo một lần liễu phi cái này đều hội ghi khắc tối nay mỹ diệu thời gian đại nhân có thể thành toàn liễu phi cái này nho nhỏ nguyện vọng sao mỹ nhân như ngọc ôn dưỡng mềm giọng giang giật tuổi nhỏ huyết khí phương cương nếu như là người bình thường sợ là đã sớm không kịp chờ đợi lên giang giật tâm tính rất cường đại tại thời khắc này ngược lại tỉnh táo lại, hắn rất quả quyết vung tay lên nói, không cần, đi xuống đi. Đại nhân, Liễu Phi trên mặt lộ ra một tia u oán, trong đôi mắt lá trá trực khóc, tựa như lúc nào cũng muốn khóc lên, ta thấy mại yêu, nàng cắn môi đỏ mọng nói, đại nhân, là ghét bỏ Liễu Phi thân thể bẩn sao trời sáng Liễu Phi liền muốn dẫn đội công kích kỳ vương phủ, lần này rất có thể vẫn lạc. Liễu Phi mặc dù là chiến ra một tên tử sĩ, nhưng cũng có linh hồn của mình, nhà ai thiếu nữ không hoài xuân liễu phi từ nhỏ đã sùng bái anh hùng, nhiếp chính vương anh hùng cái thế, quốc chiến tranh hùng, nghĩ cách cứu viện tiểu hồ ly cứu vất vạn dân, vì âu yếm nữ tử lực kháng trăm vạn đại quân, là chân chính đại anh hùng, cũng là đại lục sở hữu nữ tử tình nhân trong mộng. Giống như trước khi chết có thể cùng đại nhân hoàn hảo một lần, liễu phi thật chết cũng không tiếc, đại nhân. Ai, sang giật khe khẽ thở dài, tựa hồ không đành lòng cự tuyệt, cúi đầu xuống đi, trầm mặc không nói. Liễu Phi nở nụ cười xinh đẹp, như một đóa hoa hồng nở rộ, chậm rãi rút đi váy dài, lộ ra một cỗ hoàn mỹ đồng thể. Nàng chậm rãi bước hướng Giang Giật đi đến, toàn thân không chỗ không phải mị, nàng một cái ngọc thủ nhẹ nhàng đem Giang Giật đẩy, đem hắn đẩy lên trên giường, lúc này mới cười quyến rũ nói, đại nhân hảo hảo nằm, để Liễu Phi hầu hạ ngươi, Liễu Phi cam đoan để đại nhân dễ chịu đấy. Chương 365, cổ độc. Giang Giật thân thể nằm ở trên giường, Liễu Phi cũng rất nhanh bò lên, tấm chân tựu vượt ngang qua Giang Giật thân thể, một tấm kiều mị mặt cũng phụ xuống dưới, một đầu màu hồng phấn đầu lưỡi liếm môi một cái, như một cái mèo hoang gợi cảm. Lộc cộc, lộc cộc, Giang giật nuốt mấy cái nước bọt, con mắt nhìn chằm chằm vào trên đầu hai cái tròn mép tuyết trắng ngọc qua, một cái tay có chút nâng lên, tựa hồ muốn đi sờ một cái, nhưng cũng không dám sờ, Liễu Phi mỉm cười nắm lên Giang giật tay hướng trước ngực mình nhấn tới. Hưu, Giang giật tay vừa mới nhấc giữa không chung, đột nhiên nguyên lực lấp lánh, dùng tốc độ như tia chớp nắm Liễu Phi cổ, đồng thời một cái tay khác đối liễu phi bụng dưới đột nhiên đập một quyền, trực tiếp làm vỡ nát liễu phi đan điền. Phốc, liễu phi đan điền bị hủy diệt, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi, giang giật tại nàng còn không có phun ra ngoài thời điểm, thân thể đã bắn lên, nhẹ tay nhẹ khẽ động đem liễu phi văng ra ngoài. ầm, um, liễu phi đập xuống ở trên tường lại bắn ngược trở về, lăn xuống trên mặt đất, nàng đầy mắt đều là sợ hãi cùng kinh hoàng rất nhanh lại lộ ra chấn kinh cùng sợ hãi biểu lộ, rụt rè nhìn qua Giang Giật nói, đại nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì ngươi vì sao hạ độc thủ như vậy? Liễu Phi là thần du nhất trọng võ giả, nàng niên kỷ nhiều nhất 23-24, có thể nói tiền đồ vô lược, giờ phút này đan điền bị giang giật hủy đi, xem như triệt để hủy đi tiền đồ. Nàng chỉ là muốn hầu hạ giang giật, lại không nghĩ rằng giang giật trước một khắc còn chuẩn bị cùng nàng hoan hảo, một giây sau lại trở thành lãnh huyết ác ma, một chiêu đem nàng phế đi. Tiếp tục giả vờ, giang giật lạnh lùng cười một tiếng, đứng lên, đi đến Liễu Phi phía trước, nhìn xuống nàng tấm kia tuyệt mỹ mặt nói, Liễu Phi, người cũng đã biết người cái nào lộ ra sơ hở. Sơ hở, Liễu Phi thống khổ lông mày đều vận thành một cái chữ xuyên, nàng rất là không hiểu hỏi, đại nhân, ngài nói cái gì Liễu Phi không hiểu. Ha ha, đại nhân trước cao trọng quyền, thực lực cường đại, muốn giết tiểu nữ tử, ta cũng không dám phản kháng, người muốn giết cứ giết đi. Ha ha ha, Giang giật cất tiếng cười to, quát khẽ một tiếng, hách lão, vào đi, miễn cho nói ta lung tung giết các người chiến ra người. Hưu, khách lão sớm đã bị kinh động đến, bất quá không dám vào đến, giờ phút này giang giật mới mở miệng lập tức phá cửa mà vào, nhìn thấy trên mặt đất khóe miệng đều là huyết liễu phi, kinh ngạc nói, giật thiếu, đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, liễu phi trên mặt lộ ra một tia đắng chát, cười lạnh nói, không có việc gì, liễu phi muốn cho đại nhân thị tẩm, đại nhân không nói không đồng ý, nhưng ở vừa rồi hắn lại một trưởng phế đi của ta đan điền, trưởng lão, giết liễu phi đi. Là ta không tốt, chọc giận tới nhiếp chính vương đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Âm, um, hách lão lặng lẽ quét qua liễu phi, trực tiếp một cước đưa nàng đạp bay ra ngoài, ở trên tường lăn một vòng, há mồm lại phun ra một ngụm máu, hách lão âm thanh lạnh lùng nói, người ngậm miệng, ta hỏi ngươi sao ha ha. Giả bộ đáng thương ngươi cho rằng ta không hiểu rõ giật thiếu làm người còn muốn châm ngòi ly rán. Hách lão cùng giang giật tại trong cấm địa ngây người hơn nửa tháng, không phải giang giật hắn đã sớm chết, hắn cũng hiểu rõ vô cùng giang giật người này, nếu như không có nguyên nhân quả quyết sẽ không hạ này ngoan thủ. Đừng nói một cái chấp sự, coi như chiến gia trưởng lão nói giang giật nói xấu, hắn đều sẽ ra tay giết người. Giang giật hướng hách lão cười nhạt một tiếng, đi đến liễu phi trước mặt, ngồi sổ người xuống, cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng nói, đến giờ khắc này, người còn muốn diễn kịch ta giang giật mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không phải gặp nữ nhân tựu tinh trùng lên não ngu xuân. Một phần địa đồ ngươi không cho hách lão, lại muốn vượt qua hách lão trực tiếp tìm ta vẫn là lúc nửa đêm ăn mặc như vậy bại lộ, sợ người khác không biết ngươi rất phong tao ngươi thân phận gì ta thân phận gì ta bắt đầu để ngươi lui xuống, ngươi còn lưu tại cái này đau khổ cầu khẩn, để cho ta cùng ngươi hoàn hảo chiến ra chấp sự dám can đảm phạm thượng chiến gia truyền thừa vạn năm, quy củ xâm nghiêm, ngươi từ nhỏ tại chiến gia lớn lên càng hẳn là hiểu những quy củ này, những này chính là của ngươi sơ hở. Ha ha, liễu phi thê mỹ cười một tiếng, nhắm mắt lại nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do Liễu Phi sùng bái đại nhân, một lòng nghĩ trước khi chết cùng đại nhân hoan hảo, sở dĩ mạo muội một chút, không nghĩ tới cái này cũng thành vì tội trạng thôi thôi, đại nhân giết Liễu Phi đi, Liễu Phi tuyệt sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Ha ha, Giang giật cười ha hả khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a à, ngươi người nước hoa này rất thần kỳ. Cái này chắc là người phía sau màn chủ tử đưa cho ngươi a à giống như không phải ta giang mỗ còn có chút thủ đoạn, sợ là vừa rồi một khắc này thực sẽ lấy các ngươi nói. Bất quá các ngươi giờ tụng niệm hiển nhiên không làm đủ, các ngươi có thể không biết, ta giang giật căn bản không sợ công kích linh hồn. Bạch, liếu phi mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, rất rõ ràng bị giang giật phơi bầy nàng trò xiếc. Giang giật ra tay hung ác như vậy, cũng không phải là không có nguyên do, vừa rồi một khắc này hắn hỏa linh châu đột nhiên phát sáng lên, một tia không hiểu năng lượng tiến vào linh hồn, để linh hồn của hắn kim quang phóng đại. Hỏa linh châu tự động hộ chủ, cái này rõ ràng là Liễu Phi lặng yên tại công kích linh hồn của hắn, hắn cũng trong khoảnh khắc đó tỉnh ngộ, Liễu Phi trên người nước hoa có vấn đề, tự nhiên không chút khách khí động thủ. Hưu, khách lão thân thể thoáng cái vào tới, một tay tại Liễu Phi cái cầm cùng yết hầu ngực điểm mấy lần, cuối cùng nắm Liễu Phi miệng rộng, theo trong miệng nàng lấy ra một cái trong suốt tiểu dược hoàn, lúc này mới cười lạnh nói, muốn tự sát không có cửa đâu. Hắn một tay sách theo Liễu Phi đi ra phía ngoài, đi tới cửa cùng Giang giật nói ra, giật thiếu, ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, đối đãi ta thẩm tra tinh tường. Yên tâm chúng ta chiến ra có độc môn siêu hồn bí thuật, không cần một hồi ta liền có thể tra rõ ràng mọi chuyện cần thiết. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, sắc mặt thì trầm xuống. Liễu Phi làm chiến gia thiên huyền quốc bên trong đệ nhất chất sự, thế mà bị người khống chế bọn hắn thời khắc này hành tung cũng hoàn toàn bị Liễu Phi phía sau màn người nắm trong tay, nói một cách khác. Việc này nếu là báo cáo cho thiên huyền quốc quốc chủ, tùy thời đều có thể có đại quân vây giết mà tới. Không đúng, Hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, việc này Thiên huyền quốc quốc chủ cũng không biết rõ, nếu không Ngân Hoa bà bà đã sớm đánh tới. Liễu Phi người đứng phía sau hẳn là Tà Vu Nhất Mạch, bọn hắn cũng e ngại việc này bị Thiên huyền quốc quốc chủ biết rõ, nếu không các nàng muốn ngưu hải vân phỉ vân hiền sự tình cũng sẽ rõ ràng tại thiên hạ, cho nên mới để Liễu Phi đến ám toán hắn. Đã Tà Vu Nhất Mạch không dám đem bọn hắn đi vào huyền thiên thành sự tình, nói cho Thiên huyền quốc quốc chủ, như vậy trời sáng sự tình vẫn như cũ rất có triển vọng chỉ cần thiên huyền quốc quốc chủ trời sáng xuất lĩnh trong thành cường giả dốc toàn bộ lực lượng ngân hoa bà bà cùng đi hộ giá hắn chưa chắc sẽ e ngại tà vu nhất mạch cùng lắm thì huyết tẩy huyền thiên thành giật thiếu ngay tại giang giật trầm ngâm thời điểm bên ngoài hách lão sải bước đi vào đây đầy mắt ngưng trọng nói ra thẩm vấn rõ ràng liễu phi bị vu hậu hạ cổ độc hai tháng trước tự làm phản rồi cái này bên trong cứ điểm còn có một vị viên chấp sự cũng bị cổ độc khống chế những người còn lại ngược lại là trung thành lần này còn tốt giật thiếu thông minh, nếu không chúng ta chết như thế nào cũng không biết a. À. Giang giật cũng cảm thấy may mắn, giống như hắn không có hỏa linh châu, giờ phút này sợ cũng trong lúc bất chi bất giác chiêu đi nói không chừng cũng sẽ bên trong vô hậu cổ độc, trở thành nàng khôi lỗi. Phiền toái, hách lão gái đầu một cái, thở dài nói, hành tung của chúng ta cùng kế hoạch đã đều bị vu hậu nắm giữ, thậm chí kế hoạch này vẫn là vu hậu bố trí, rõ ràng gậy ông đập lưng ông A. Lần này truyền tin tức lượt chiến đấu ra, Nói không chừng cũng là dẫn dụ chúng ta chiến ra cường giả đi tìm cái chết, không được. Chúng ta đến lập tức đi, nếu không hai người chúng ta đều đi không được. Vội cái gì, Giang giật quát lạnh một tiếng, vung tay lên nói, đừng vội, cho ta suy nghĩ thật kỹ, việc này có lẽ còn có chuyển cơ, nói không chừng chúng ta có thể đem kế tựu mà tính toán. Trường 366, ban đêm xông vào Hoàng Cung. Hách lão, người nói Liễu Phi hai tháng trước tựu làm phản rồi việc này nói không thông A. À khi đó chúng ta còn không có vây giết Vân Lộc, giống như Liễu Phi đem tin tức truyền cho vu hậu, chúng ta làm sao có thể có cơ hội vây giết Vân Lộc. Giật thiếu, người có chỗ không biết, vây giết Vân Lộc sự tình, Liễu Phi là không có tư cách biết đến. Giống như không phải lần này chúng ta tới cái này, sợ là Liễu Phi giờ phút này còn chưa biết, chúng ta chiến ra hệ thống tình báo rất nghiêm mật. Vậy ngươi vì sao nói, lần này là vu hậu cố ý bố cục muốn dẫn dụ chiến ra người đi tìm cái chết. Vu hậu hẳn là chỉ là hoài nghi, mà lại phi thường chỗ hoài nghi, cho nên nàng làm xuống đánh giết vân Phỉ vân hiền quyết định về sau, lúc này mới thông qua liễu phi truyền tin tức cho chiến gia, nhìn xem chiến gia có phản ứng gì a à, giống như chiến gia có cường giả tới cứu viện, cái này chứng thực là chúng ta đánh chết vân lộc, phu hậu người này rất độc, một khi xác định là chiến gia ra tay, sợ là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế diệt chiến gia. nguyên lai là dạng này, giang giật bừng tỉnh đại ngộ, hắn trầm tư một trận lại hỏi liễu phi bị ngươi giết, không có đâu ta vận dụng chúng ta chiến ra bí thuật siêu hồn đại pháp, nàng biến thành của ta khôi lỗi, một vị khác viên chấp sự ngược lại là bị ta giết. Hách lão nghĩ nghĩ, vừa vội bách nói ra, giật thiếu, liễu phi một hai canh giờ không trở về tin tức, phu hậu khẳng định hội hoài nghi, chúng ta đi còn kịp, nếu không ngân hoa bà bà tới, sự tình liền phiền toái. Ngu xuẩn, Giang giật săn dậy một câu, hư lạnh nói, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, phu hậu việc này rõ ràng không dám cho quốc chủ biết rõ, nếu không chúng ta sớm đã bị đại quân vây giết, ngân hoa bà bà đã sớm tới, nàng cũng không sẽ phái liễu phi đến hạ độc. Nàng tiểu nhi tử mới 9 tuổi, giống như không giết chết phân hiền, con trai của nàng căn bản không có cơ hội thượng vị. Sở dĩ trời sáng nàng tuyệt đối sẽ theo kế hoạch mà làm, chẳng qua nếu như biết rõ không giết chết ta, đoán chừng mặt khác an bài kế hoạch, có lẽ sẽ còn đem giết chết phân phỉ vân hiền sự tình giá họa cho chúng ta. Vấn đề là nàng ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Hách lão lắc đầu nói, nàng có quá nhiều thủ đoạn, quá nhiều người có thể lợi dụng, có rất nhiều thần kỳ vu thuật, giống như nàng không biết chúng ta tới, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó còn rất có có thể làm, muốn chơi chết chúng ta quá dễ dàng. Tỷ như, trời sáng nàng không đợi chúng ta đi nghĩ cách cứu viện vân phỉ vân hiền điện hạ, tự âm thầm động thủ giết chết nàng bọn họ, chờ chúng ta đi một lần, chính như như lời ngươi nói giá họa cho chúng ta, nàng người cũng trước tiên thông chi quốc chủ cùng ngân hoa bà bà, chúng ta không phải tự chui đầu vào lưới, hết đường chối cãi sao. Sở dĩ, Giang giật trong con ngươi lộ ra một tia kiên định, cười lạnh nói, sở dĩ tối nay chúng ta xem ra muốn xông vào một lần hoàng cung, gặp một lần vị này diễm động thiên hạ vô hậu. Cái gì, hách lão dọa đến thân thể run lên, sấm vương cung trong vương cung cường giả như mây, mặc dù ngân hoa bà bà không có ở tại trong vương cung, nhưng cũng liền tại cách đó không xa một tòa phủ đệ bên trong, một khi trong vương cung có nửa điểm động tính, ngân hoa bà bà sẽ lập tức bị kinh động, đến lúc đó sự tình tiểu thật lớn rồi làm sao ngươi sợ chết giang giật cười nhạt một tiếng nhìn qua hách lão nói tiểu gia của ta a à, hách lão giờ khóc giờ cười liên thanh thở dài nói ta một đầu mạng già chết không có gì đáng tiếc coi như chiến gia tại thiên huyền quốc người toàn bộ chết rồi cũng không có gì lớn thân phận của ngươi tôn quý nếu là ra nửa điểm sự tình lão hách sẽ là chiến gia tội nhân a à. ngươi quá lo lắng giang giật cười nhạt một tiếng tự tin nói ra coi như cùng ngân hoa bà bà đối mặt ta cũng có tám thành nắm chắc toàn thân trở ra Ngược lại là hách lão ngươi, lần này có thể sẽ vẫn lạc, đương nhiên ta sẽ tận lực bảo chúng ngươi. Chúng ta lần này vào hoàng cung lại không phải đi giết người, chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Liễu Phi không phải bị ngươi khống chế sao ta có thể giả bộ bên trong cổ độc? Ngươi khống chế Liễu Phi mang theo ta vào hoàng cung đi. Vu hậu khẳng định sẽ đích thân tiếp kiến Liễu Phi, nàng người sẽ còn chủ động cho chúng ta mở đường, để chúng ta nhẹ nhõm tiến vào hoàng cung, chỉ cần có thể nhìn thấy Vu hậu, ta liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống nàng, đại sự có thể thành. Giang giật dừng một chút, tiếp tục nói ra, mà lại coi như sự tình bại lộ, chúng ta cũng không phải không có chỗ tốt, chỉ ít thiên huyền quốc quốc chủ sẽ biết phu hậu muốn giết vân vì các nàng, sau đó ngược lại sẽ bảo toàn các nàng, vân hiền cũng có khả năng sẽ trở thành thái tử. Cái này, hách lão trần chờ, trầm mặc dòng dã một khắc đồng hồ, mới ngẩng đầu lên nói, giật thiếu các loại chờ ta lại đi siêu hồn một lần, tìm hiểu một chút tình huống. Không lâu lắm, liễu phi bị mang đến, hách lão để cho người ta cho nàng mặc vào quần áo, Khóe miệng còn có lưu lại vết máu ánh mắt rất là trống rỗng nhưng một cái si ngốc nhi Hách lão sau khi đi vào cũng trầm giọng nói rất thiếu ta lần nữa vận dụng siêu hồn thuật phù hậu cho liễu phi mệnh lệnh là giống như có thể đem ngươi khống chế liền đem ngươi mang vào hoàng cung đi giống như sự tình có biến để nàng ngay tại chỗ giết chết ngươi kế hoạch của ngươi ngược lại là có thể thực hiện bất quá ta sợ ngươi còn không có cận thân liền sẽ bị phát hiện a à, phù hậu tà thuật tu luyện đến rất cao thâm trình độ ha ha Giang giật cười ngạo nghễ nói, chỉ cần có thể thành công vào hoàng cung đi, ta tự có cơ hội nhẹ nhõm khống chế vu hậu, cùng lắm thì trực tiếp giết chết. Nữ nhân này quá độc, giữ lại nàng các ngươi chiến ra ngày sau phiền phức lại không ngừng, ta cũng sẽ phiền phức không ngừng, dù sao Vân Hà cùng Vân Lộc đều là ta giết. Đi, đừng nói nhảm, ngược lại là ngươi làm sao trà trộn vào hoàng cung đi, sẽ không để cho bọn hắn sinh nghi. Cái này đơn giản, khách lão cười lạnh một tiếng nói, bộ kia chấp sự bị ta giết, ta cái này đi đem người khác ra cắt bỏ, ta ngụy trang hắn đi, dạng này liền sẽ không để người nghi ngờ. Giang giật phung tay lên nói, đi thôi, nhanh lên một chút, nếu không vô hậu hội hoài nghi. Tốt ha, à, hách lão gặp Giang giật đã quyết định, chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng lại đi an bài, liễu phi thì vẫn như cũ đờ đẫn đứng tại chỗ, trong con người đều là trống giống, không có một tia thần thái. Sau nửa canh giờ, hách lão tất cả an bài xong, Giang giật tiến vào trong một chiếc xe ngựa, Liễu Phi cũng tới lập tức xe, hách lão lái xe ra khỏi tử lâu, nhanh chóng hướng huyền thiên thành phóng đi. Giờ phút này đã là sắp tiếp cận mùa đông, cứ việc thiên huyền quốc chỗ phương Nam, trong đêm nhiệt độ không khí đã rất thấp, trên quan đạo cũng rất ít gặp người, một mảnh thê lương tiêu sắt. Uống ngựa chấn rời đi huyền thiên thành rất gần, chỉ là nửa canh giờ ba người tựu đến đông đại môn, cửa thành không có quan hệ, nhưng có cấm vệ quân thủ vệ, nghiêm mặt kiểm tra. Hách lão mang mặt nạ ra người, nghiễm nhiên biến thành một người khác, tóc cũng nhuộm đen, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, cấm vệ quân lập tức một gối quỳ xuống cho đi, xe ngựa mang theo cuồn cuộn bụi đất thẳng đến hoàng cung. Hách lão vận dụng siêu hồn bí thuật, Liễu Phi trong đầu ký ức toàn bộ bị hắn biết được. Cái này Liễu Phi trước kia cũng tiến vào hoàng cung gặp mặt qua vô hậu, sở dĩ Hách lão trực tiếp đi hoàng cung Tây Môn, lấy ra một khối đặc thù lệnh bài, thủ vệ vương cung hộ vệ thế mà lập tức cho đi, mặc cho xe ngựa hướng trong vương cung chạy mà đi. Hưu, đi vào không bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một người áo đen, hắn đưa tay ngăn cản xe ngựa, trầm giọng nói, Liễu Phi, sự tình làm được thế nào? Giang giật đã sớm tại hách lão chỉ thị hạ trong xe ngựa vờ ngủ, hô hấp yếu ớt, giờ phút này cũng khẩn trương một cử động nhỏ cũng không dám. Hách lão không dám đáp lời, hắn giả bộ mở ra màn xe xin chỉ thị Liễu Phi, trong mắt một đạo quang mang lóe lên. Liễu Phi thế mà trầm giọng mở miệng nói, Tào Đại Nhân, Thành, lập tức mang theo đi gặp Vương Hậu. Tốt, người áo đen nghe được là Liễu Phi thanh âm, còn thoáng nhìn bên trong có một cái nam tử chính ngủ mê man lập tức đại hỷ, cũng không nghi ngờ lừa dối. Dù sao liếu phi thế nhưng là bị vu hậu hạ cổ độc, trở thành vu hậu nô bộc, không dám đối vu hậu có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm, cái này bên trong cổ độc cùng bị thu hồn ấn không có khác biệt. Lập tức hắn thân thể bay vọt lên xe viên, cùng hách lão song song ngồi, vung tay lên nói, đi. Hách lão khống chế xe ngựa nhanh chóng tiến lên, trong vương cung thủ vệ xâm nghiêm, thỉnh thoảng đều có thể gặp được đội tuần tra cùng ám vệ, bởi vì có cái này tào đại nhân thế mà một đường thông suốt. Ông trời phù hộ hết thảy thuận lợi, hách lão một đường yên lặng cầu nguyện, vì chiến gia hắn chết không có gì đáng tiếc, liền sợ giang giật cũng chết ở đây a. À. Chương 367, Vu hậu, sau gần nửa canh giờ, xe ngựa đã tới một tòa xinh đẹp hoàng cung phía trước, xe ngựa còn không có tới gần lập tức có hơn 10 tên thần du cường giả theo chỗ tối vọt ra, trong đó thình lình có 4 tên thần du cường giả tối đỉnh, nhìn thấy Tào đại nhân sau cũng hơi buông lỏng đề phòng, nhưng vẫn khẩn trương như cũng nhìn chăm chú xe ngựa. Là Liễu Phi trở về, Tào Đại Nhân trầm giọng nói, trên mặt đều là vui mừng, kia mấy tên thần du đỉnh phong cũng sắc mặt vui mừng, hách lão cũng có chút vén rèm lên trong mắt sáng lên u quang nhìn qua Liễu Phi. Liễu Phi lập tức trầm giọng nói, bốn vị cung phục, Liễu Phi may mắn không làm nhục mệnh, mục tiêu đã trúng cổ độc, giờ phút này ngay tại trong mê ngủ. Ta đi xem một chút, một vị thần du đỉnh phong vẫn là không yên lòng, bước nhanh hướng xe ngựa bên này đi tới, hách lão cùng giang giật tâm thoáng cái nâng lên trong cổ họng giờ phút này còn không có nhìn thấy vu hậu ai biết vu hậu ở đâu vạn nhất cùng đám người này khai chiến thoáng cái liền sẽ bại lộ xa 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 đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân kia cung phụng bước chân lập tức ngừng lại một người hướng nơi xa nhìn một cái lập tức quát khẽ nói bệ hạ tới đi mau tào tướng quân đem các nàng trước đưa đến trong mật điện chế chút ta lại bẩm báo vu hậu tốt Tào đại nhân cũng bị hù dọa, lập tức cùng hách lão quát khẽ nói, đi mau, qua bên kia. Hách lão chưa tỉnh hồn, nuốt nước miếng một cái, vội vàng khống chế xe ngựa hướng một bên khác chạy mà đi. Nội tâm lại là nhanh như hỏa thiêu, cung điện này hẳn là vu hậu ở lại cung điện, giờ phút này thiên huyền quốc quốc chủ trùng hợp tới này, giang giật càng không tốt động thủ. Chỉ là muốn đi cái gì cung điện bí mật vạn nhất lộ sơ hở thì càng phiền toái, liền vu hậu sợ là đều không có cơ hội đánh chết. Giang giật cũng trần chờ, nhưng cuối cùng vẫn không có quyết định giờ phút này động thủ sẽ xuất hiện xấu nhất cục diện cũng sẽ kinh động ngân hoa bà bà không đến cuối cùng một khắc hắn không định liều mạng cũng may tào đại nhân mệnh lệnh hách lão vây quanh cung điện lượn quanh nửa vòng tiến vào phụ cận một cái tiểu thiền điện bên trong xe ngựa trực tiếp tiến vào trong nội viện tào đại nhân vung tay lên nói đến mấy người hỗ trợ xa 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 mấy tên cung nữ đi tới hách lão cùng gian giật tâm đều căng cứng hách lão linh cơ khẽ động nói đại nhân ta đến là được Nói, hách lão tiến vào trong xe ngựa, đem giang giật đeo lên nhảy xuống xe ngựa, giang giật mặt ngoài giả bộ như ngất đi, toàn thân cũng không đủ sức rủ xuống, nội tâm lại là thời khắc để phòng tùy thời chuẩn bị động thủ. Tào đại nhân đến giang giật một chút, hơi nghi hoặc một chút nhân đầu lông mày nói, như thế nào cùng trên bức họa không giống. Hách lão liền vội và ngật đầu cúi người, thấp giọng nói, hắc hắc, tào đại nhân, trên mặt hắn nghe nói có một kiện thiên khí mặt nạ, có thể thay đổi dung mạo, trễ chút ngươi nhìn một cái, Thiên khí, tào đại nhân đôi mắt sáng lên, hắn nhưng là phi thường tinh tường giang giật thân phận, giang giật trên người trí bảo cũng nhiều đến dọa người, giờ phút này có như thế cơ hội hắn tự nhiên nghĩ đục nước béo cỏ, trước tiên ở giang giật trên thân làm điểm chỗ tốt, đều không có người ngoài, ai nào biết hắn động tay chân. Lập tức hắn vung tay lên cùng cung nữ nói, tất cả lui ra, người đi theo ta. Hách lão vui mừng đi theo tào đại nhân hướng bên trong đi đến, thiền điện không lớn, bên trong còn có một cái nội điện. Tào đại nhân trực tiếp tiến vào nội điện về sau, tại một mặt tường trên vách đập mấy lần, trên tường rất nhanh quang mang lóe lên xuất hiện một đạo cửa ngầm. Tào đại nhân trước tiên hướng bên trong đi đến, chờ hách lão mang theo giang giật tiến vào về sau, hắn lập tức quan bế cơ quan. Hưu, tại hắn vừa mới lúc xoay người, hách lão thân thể hóa thành tàn ảnh, đột nhiên một quyền nện ở bụng của hắn, hủy đi hắn đan điền tử phủ. Tào đại nhân thân thể lập tức bị đập bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu, đầy mắt cả kinh nói, ngươi, ngươi, hưu, hách lão phi thân mà đi, một tay nắm tàu đại nhân cổ nhấc lên, trong mắt hai đạo tia sáng yêu dị lấp lánh, tàu đại nhân đôi mắt thoáng cái mở đi, rất nhanh cũng biến thành không có chút nào thần thái, cả người cũng không đủ sức sụi lơ xuống dưới. Hô hô, sau một lúc lâu, hách lão mới đem tàu đại nhân buông ra, hắn nhắm mắt lại từng ngụm từng ngụm thở, một cái tay còn vịn vách tường, thân thể lay động, tựa hồ đầu váng mắt hoa đứng không vững. Hách lão không có sao chứ, giang giật đã sớm không còn ngụy trang, quan tâm dò hỏi cái này tào đại nhân cảnh giới chỉ có thần du ngũ trọng khách lão đột nhiên tập kích phía dưới tự nhiên không là vấn đề hắn liền không có xuất thủ không có việc gì chỉ là nhiều lần vận dụng siêu hồn bí thuật linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều thôi khách lão khoát tay áo nghỉ ngơi một hồi lâu mới nói ra giật thiếu làm sao bây giờ phía trước cung điện kia đích thật là vu hậu nếu không chúng ta trực tiếp giết đi vào quốc chủ cũng tại dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem quốc chủ cho bắt đừng nóng vội Giang giật khoát tay áo, trầm ngâm một hồi mới nói ra, chờ một chút quốc chủ đi, nói không chừng vu hậu sẽ đến cái này, nếu có thể ở không kinh động quốc chủ tình huống dưới, cầm xuống vu hậu vậy liền hoàn mỹ. Tốt ha, à, hách lão nghỉ ngơi một hồi, tinh thần tốt rất nhiều, trong mắt của hắn hiện lên một đạo bạch quang, bắt đầu đối cái này tào đại nhân siêu hồn. Một lát sau hắn mở miệng nói, giật hiếu, vu hậu khẳng định sẽ đến. Bởi vì bên trong cổ độc về sau, vu hậu còn muốn gieo xuống hồn cổ, chỉ cần chung hạ hồn cốt cái này nhân tài sẽ là nô bộc của nàng, vĩnh viễn không dám phản kháng nàng. Tốt, Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, cái này mật thất có cấm chế ngăn cách, còn muốn vu hậu sau khi đi vào, hắn liền có thể nhẹ nhõm lưu nàng lại. Hắn khoát tay áo nói, hách lão, người mang liễu phi vào đây, ta đem người cất vào lục tịnh bình bên trong, người dạng này an toàn một chút. Còn như vu hậu có vào hay không đến, tự xem thiên ý. Cái này, hách lão trần chờ cắn răng nói, nếu không ta ở bên ngoài a à, nếu là vu hậu người hỏi, ta cũng dễ nói tào đại nhân mang người tiến vào, dạng này vu hậu vào đây khả thi hội lớn hơn. Không được, Giang giật quả quyết khoát tay nói, nếu phi ánh mắt ngốc trệ, ai cũng có thể nhìn ra vấn đề, giống như nàng ở tại trong xe ngựa, không tới đón điều khiển, kia thay đổi nghi, các người một khi bại lộ liền sẽ chết. Vu hậu cũng sẽ không tiến tới, cùng hắn dạng này mạo hiểm, không bằng ngay tại cái này đánh cược một keo. Tốt ha, à, khách lão suy nghĩ thoáng cái, cũng cảm thấy có đạo lý, hắn một tay tại cửa phòng trên cơ quan vỗ, ám đạo lập tức mở ra, hắn cùng Tào Đại Nhân đi ra ngoài, khống chế Tào Đại Nhân mở miệng nói, người đi đem Liễu Phi mang vào, ta muốn hỏi một ít chuyện, người bên ngoài nghe, không phải vào bên trong tòa cung điện này, nếu là cung phụng bọn họ tới, liền nói ta tại trong mật thất. Tuân mệnh, khách lão giả bộ lĩnh mệnh, đi ra bên ngoài tiến vào xe ngựa, không lâu lắm nắm Liễu Phi xuống tới. Liễu Phi trên đầu thế mà mang theo một cái cái khăn che mặt, để ngoại nhân không nhìn thấy mặt của nàng. Cung điện ngoài có năm sáu tên cung nữ cúi người quỳ, tào đại nhân trước cao trọng quyền, các nàng tự nhiên không dám nhiều lời, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, hách lão mang theo liễu phi đi tới, thế mà không có gây nên bất luận cái gì cung nữ chú ý. Hách lão mang theo tào đại nhân liễu phi tiến vào mật thất, mật thất môn vừa rồi không có quan hệ, giang giật ở bên trong nghe được rõ ràng, âm thầm đối hách lão gặp thời năng lực ứng biến rất là bội phục, chờ mật thất cửa đóng bế về sau, hắn lấy ra lục tịnh bình nói, hách lão, ủy khuất ngươi. Lục tịnh bình bên trong có một cái đỉnh phong yêu vương, yêu vương khí thức coi như lại thu liếm cũng cường đại đến dọa người, hách lão ở bên trong đợi tuyệt đối sẽ không dễ chịu, giống như thời gian quá lâu, hách lão cũng có thể hội yêu vương khí thức tươi sống ép tới sụp đổ. Hách lão cười khổ trả lời, không có việc gì, ta có thể kiên trì lại, giật thiếu, hết thảy tựu nhờ ngươi. Giống như, sự tình không thuận lợi, ngươi liền nghĩ biện pháp thoát đi. Lục Tịnh Bình quang mang lóe lên, hách lão bị thu đi vào, Giang giật dừng một chút bận rộn, bắt đầu bố trí cái này phòng tối. Phòng tối không lớn không nhỏ, bên trong chỉ trưng bày mấy chương cái bàn, Giang giật rút ra tàu đại nhân bên hông phối kiếm, như thiểm điện tại tàu đại nhân cùng Liễu Phi trên thân phân biệt đâm một kiếm, để cho hai người ngã trong vũng máu, đồng thời hắn còn đem Liễu Phi y phục xé nát, đem hai người đều bày ra trên mặt đất, lại đem kiếm để vào tàu đại nhân trong tay. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, vua hậu có vào hay không cái này phòng tối tiểu xem thiên ý. Bố trí tốt hết thảy về sau, hắn mới dùng hai người huyết đem thân thể mình nhiễm một lần, nằm trên mặt đất giả chết, lặng lặng chờ đợi vua hậu đám người đến. chương 368, trời cũng giúp ta, ông, sau gần nửa canh giờ, phòng tối đại môn quang mang lé lên, cửa ngầm vô thanh vô tức mở ra. Giang giật tại thời khắc này tâm cũng kéo căng đến cực hạn, mặt ngoài khống chế hô hấp và nhịp tim ngừng, hoàn toàn biến thành một người chết, lỗ tai thì dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc, lắng nghe hết thảy thanh âm, tùy thời chuẩn bị công kích. Xa xa xa, hai thân ảnh đi đến, tại cửa chính ngừng lại, hai người đều phát ra một đạo nhẹ nghệ âm thanh, một người hoảng sợ nói, tình huống như thế nào tào tướng quân cùng Liễu Phi làm sao đều đã chết. Cái gì, bên ngoài truyền đến một đạo uy nghiêm thanh lệ khẽ kêu âm thanh, giang giật nội tâm cũng khẽ run lên, như thế thời khắc có thể phát ra âm thanh nữ tử, không cần phải nói chỉ có vị kia diễm động thiên hạ vô hậu. Lập tức giang giật lập tức khóa chặt cái này vô hậu tiếng bước chân, yên lặng tính toán nàng đây rời đi phòng tối khoảng cách. Xa xa xa, hai vị kia cung phụng sớm vào đây, Giang giật đem tào tướng quân cùng liễu phi thi thể bày ra ở trong tối thất bên trái, đối diện đại môn, chính hắn thì tại bên phải nơi hẻo lánh bên trong. Hắn bố trí rất hoàn mỹ, cái này hai tên cung phụng đi tới về sau, trước tiên đi điều tra tào tướng quân cùng liễu phi, nhất là liễu phi trên thân thể áo bảo rách dưới, càng là làm cho người ta mơ màng ngờ vực vô căn cứ, tăng thêm tào tướng quân kiếm trong tay bên trên đều là tiên huyết, hai người lực chú ý tự nhiên bị các nàng hấp dẫn, chỉ là nhàn nhạt quét sang giật một chút, nhìn thấy hắn máu me khắp người liền không có để ý. Hai trường, một trường, ba thước, Giang giật không để ý đến hai tên cung phụng, một lòng khóa chặt phía ngoài vu hậu, chờ đợi lấy nàng vào đây. Có thể vu hậu tựa hồ rất là cẩn thận, tại cửa ra vào đứng đấy thế mà không tiến vào, mà lại bên người còn có hai tên thần du đỉnh phong hộ vệ. Giang giật nội tâm nhanh như hỏa thiêu, giống như hắn động thủ, muốn chân áp tất cả mọi người, kia nhất định phải phóng thích sát lục chân ý. Một khi phóng thích sát lục chân ý, như thế cường đại sát khí tất nhiên sẽ kinh động phụ cận cường giả, tiếp theo kinh động toàn bộ vương cung, cuối cùng không cần phải nói sẽ kinh động ngân hoa bà bà, sự tình lại thay đổi thành xấu nhất cục diện. Vào đây a, à, Giang giật trong lòng không ngừng hò hét, đáng tiếc phu hậu liền là đứng tại cửa ra vào bất động, hai vị kia trước tiến đến cung phụng cũng kiểm tra hoàn tất, một người quát khẽ nói, vương hậu, tào tướng quân cùng liễu phi đều đã chết, hai người chết đi có gần nửa canh giờ nguyên nhân cái chết đâu? Phu hậu lạnh lùng hỏi thăm về đến, ánh mắt hướng giang giật bên này nhìn lướt qua nói, hắn cũng đã chết. Lão nô đi xem một chút, một người dừng một chút mở miệng nói, nói nhanh chân hướng giang giật đi tới, giang giật tim nhảy tới cổ rồi bên trên, cái này cung phụng nếu là tới điều tra, tuyệt đối có thể phát hiện hắn đang giả chết. Liều mạng, kia cung phụng khoảng cách còn có ba thước, giang giật cắn răng chuẩn bị công kích, nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, lập tức kia vu hậu thanh âm vang lên toàn bộ vào trong phòng tối bệ hạ bãi giá lệ phi cung chớ để cho hắn phát hiện chúng ta hiu ba đạo nhân ảnh tiến vào trong phòng tối một tên cung phụng lập tức vỗ tay mở ra mật thất cấm chế trời cũng giúp ta một bước địa ngục một bộ thiên đường giang giật kích động đến kém chút khóc hắn đôi mắt đột nhiên mở ra thoáng cái trở nên đỏ như máu trên thân sát lục chân ý tuôn trào ra hắn hỏa linh châu cũng trong nháy mắt sáng lên hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng bên người cách đó không xa một tên cung phụng cổ quét tới. Xuy suy hỏa long kiếm hiện lên, kia cung phụng đầu lập tức phân ra, một viên đầu lâu lăn xuống địa, còn lại ba tên cung phụng cùng vu hậu lập tức quá sợ hãi. Nhưng ở sát lục chân ý chân áp phía dưới, ba người thân thể đều động đậy không được, thể nội nguyên lực nhiễu loạn, căn bản không thể trước tiên làm ra phản kích. Chết, giang giật ánh mắt khóa chặt vu hậu bên người hai vị cung phụng, hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, vô số phong long gào thét mà ra đem hai người trói buộc hai đầu hỏa long phân biệt hướng hai người vào tới trong nháy mắt đem hai người nổ thành một đống thịt nát cũng đem bên cạnh vu hậu thân thể cho nổ bay đến trên vách tường lại bị bắn ngược trở về trên thân đều là tiên huyết cùng thịt nát giang giật chết một tên khác cung phụng trên thân sáng lên một đạo lục quang thân thể của hắn đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa hai đạo lục quang theo trong mắt của hắn mà đến rõ ràng là hắn thiêu đốt nguyên lực vu lực liều chết phóng thích phù thuật nguy rồi phòng tối quá nhỏ, kia hai đạo lục quang tốc độ quá nhanh, Giang giật vừa rồi đi công kích phù hậu bên người hai người, căn bản không nghĩ tới người này hung ác như vậy, hai đạo lục quang lóe lên không có vào trong đầu của hắn. Hắn cũng mặc kệ, cắn răng vùng vẩy lúc trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước bổ ra, hai đầu hỏa long gào thét mà ra, đem cái kia còn không có cung phụng nổ thành thịt nát, để hắn không có cách nào tiếp tục phóng thích phù thuật. Ông, hắn hỏa linh châu giờ khác này phát sáng lên, một tia không hiểu năng lượng tiến vào trong đầu, linh hồn của hắn kim quang đại thịnh, đem hắn trong thân thể điên cuồng hướng linh hồn dũng mãnh lao tới năng lượng màu xanh lục dọn dẹp sạch sẽ. Hô hô, nguy hiểm thật, Giang giật thở ra một hơi thật dài, như chút được gánh nặng, cái này lục quang xem ra hẳn là công kích linh hồn, nếu không hỏa linh châu sẽ không hộ chủ, nếu như là cái khác công kích. Tỉ như ăn mòn thân thể độc dịch, giờ phút này sợ là hắn đã chết. Nàng liếc qua vô hậu, điều tra đạo khí thức trên người nàng cũng không mạnh, thực lực thế mà chỉ có tử phủ cảnh không nhịn được âm thầm kinh nghi, bất quá nghĩ đến vu hậu thành danh chính là vu thuật nàng địa vị đặc thù thủ hạ cường giả như mây thực lực mình mạnh yếu đoán chừng cũng không thèm để ý cũng liền bình thường trở lại nhìn kỹ một chút vu hậu hắn đôi mắt rất nhanh phát sáng lên cái này vu hậu giờ phút này mặc dù rất là chật vật trên thân đều là huyết dịch cùng thịt nát nhưng vẫn như cũ đẹp đến nỗi người ngạt thở nhất là cặp kia ngập nước mắt to rất là sở sở động lòng người vân hà cùng giang giật không tranh lệch nhiều cái này vu hậu coi như 15 tuổi sinh con giờ phút này cũng có hơn 30, nhưng nhìn như một cái thanh lệ tuyệt mỹ thiếu nữ, một điểm nhìn không ra là ba đứa hài tử mẫu thân. Hưu, giang giật thân thể tiến lên, một quyền nện ở vu hậu trên bụng, đưa nàng đan điền hủy đi, đồng thời đem trong tay nàng một viên cổ thần nguyên giới lấy xuống. Còn theo hỏa linh châu bên trong lấy ra dây thường đem vu hậu trói lại chặt chẽ vững vàng, lúc này mới thu liễm sát khí trên người, lạnh lùng nhìn qua vu hậu. Không tệ, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, giang giật, người quả nhiên không để cho bản hậu thất vọng. Phu hậu bị giang giật hủy đi đan điền tử phủ, trên mặt cơ bắp bởi vì đau đớn không ngừng co quắp, khóe miệng tụ huyết chậm rãi chảy ra, nhưng nàng thanh âm thế mà rất là bình tĩnh, được làm vua thua làm giặc, bản hậu không muốn nói nói nhảm, nói ra điều kiện của ngươi đi. Cùng người thông minh nói chuyện liền là sảng khoái, giang giật xoa xoa máu trên mặt dịch, nhếch miệng cười nói ta vô ý cùng thiên huyền quốc là địch, cũng không muốn cùng vua hậu là địch, ta chỉ muốn mang vân phỉ vân hiền đi, phiền phức vua hậu an bài một chút, chỉ cần chúng ta rời đi thiên huyền quốc ta tự nhiên sẽ đưa người bình an trở về người còn ngồi vương hậu của ngươi buồn cười phu hậu cười lạnh nói ngươi cho rằng bản hậu hội đáp ứng không phải ngươi không phải vân phỉ vân hiền của ta hạc nhi lộc nhi cũng sẽ không chết ngươi cho rằng bản hậu hội trơ mắt nhìn xem các ngươi tiêu dao tự tại mà lại bình an đem các ngươi đưa tiến bản hậu cũng không có bản sự này kinh động đến bệ hạ cùng lão cung phụng các ngươi cũng đi không đến dứt khoát ngươi giết bản hậu đi ha ha Giang giật cười một tiếng dài nói, Vân Phỉ Vân Hiền đi, ai còn có thể đoạt ngươi tiểu nhi tử thái tử chi vị ngươi tiểu nhi tử mới 9 tuổi, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ngươi nếu là chết rồi, ai có thể bảo vệ ngươi tiểu nhi tử muốn làm sao đưa tiến chúng ta, không kinh động quốc chủ cùng ngân hoa bà bà, đó chính là ngươi sự tình. Quên nói cho ngươi biết, liễu phi bị ta người vận dụng siêu hồn thuật, nếu không chúng ta sao có thể trà trộn vào vương cung bên trong giống như ngươi không phối hợp, ta cũng có thể đối ngươi động siêu hồn thuật, đem ngươi biến thành khôi lỗi. Ngươi, Giang giật tựa hồ đánh chúng vào vô hậu uy hiếp, nàng tuyệt mỹ mặt trở nên trắng bệch, xinh đẹp con ngươi lấp lóe vài vòng nói tốt, ta đưa các ngươi đi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đưa ra Huyền Thiên thành chăm giặc, ngươi nhất định phải thả ta, nếu không quốc chủ tất nhiên sẽ kinh động, các ngươi cũng trốn không thoát. Thành giao, Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì trên mặt đều là tiên huyết, nhìn dị thường giữ tợn yêu dị. Chương 369, Giày vò, sự tình thỏa đàm, tiếp xuống liền là chấp hành vấn đề. Thiên huyền quốc quốc chủ tối nay tại lệ phi cung nội qua đêm, chắc hẳn không đến vu hậu cái này, trời sáng sáng sớm sẽ xuất lĩnh văn võ bá quan tiến đến vu thần sơn tế tự vu thần. Vu hậu sớm đã quyết định tại trời sáng động thủ giết chết vân phỉ vân hiền, cho nên nàng vào ngày trước liền đã cùng quốc chủ cáo ốm trong cung nghỉ ngơi, vừa rồi quốc chủ cũng tự mình sang đây xem nhìn, sở dĩ giang giật khống chế vu hậu, có thể thừa dịp trời sáng quốc chủ ngân hoa bà bà bọn người đi vu thần sơn lúc, cứu ra vân phỉ vân hiền, cao chạy xa bay kế hoạch này là hoàn toàn có thể được trời sáng huyền thiên thành cường giả gần như hội dốc toàn bộ lực lượng có vu hậu phối hợp đoán chừng đều có thể binh không huyết nhận đem người cứu ra giang giật đem hách lão theo lục tịnh bình bên trong phóng xuất hỏi thăm một chút vu hậu tình huống về sau hai người đều âm thầm hưng phấn lên không nghĩ tới lần này trước nay chưa từng có thuận lợi a à. hừ hừ vu hậu nhìn thấy giang giật hai người đều bèn nhìn nhau cười đột nhiên hừ lạnh nói của ta nghi trưởng ngay tại bên ngoài còn có rất nhiều thái giám cung nữ trở lấy ta hồi cung, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không sinh nhi, nhưng ta nếu là tại cái này qua đêm, tuyệt đối sẽ sinh nhi, các ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao đem ta đưa về cung A. Ê, Giang giật cùng hách lão nụ cười ngưng kết, bọn hắn nhất thời quên cái này gốc dạ, nếu là phía ngoài hạ nhân sinh nhi bẩm báo quốc chủ, trước mắt cục diện thật tốt lại sẽ như chi đông lưu. Vấn đề là làm sao đưa vua hậu hồi cung chẳng lẽ lại cứ như vậy cột ra ngoài vạn nhất phía ngoài thái giám có người là quốc chủ mật thám, sự tình không phải thoáng cái bại lộ. Nhưng giống như không cưỡng ép nàng, vạn nhất sau khi rời khỏi đây nàng vụng trộm cầu cứu cái này vô hậu lòng dạ sâu như thế, ai có thể bảo đảm vạn vô nhất thất cho nàng siêu hồn luyện chế thành khôi lỗi nàng cũng không phải liếu phi a, bên ngoài nhiều như vậy ánh mắt, khẳng định sẽ có người phát hiện dị dạng, siêu hồn sau ánh mắt trống rỗng ngốc trệ, cái này quá rõ ràng. Có, Hách lão đột nhiên đôi mắt sáng lên, từ trong ngực lấy ra một nửa trong suốt tiểu dược hoàn đưa cho Giang giật nói, đây là nhà chúng ta luyện chế đặc thù độc dược, nuốt sau không có chúng ta giải dược, ba ngày sau hội toàn thân dung thành huyết thủy, coi như kim cương cường giả đều không có cách nào giải khai. Giật thiếu, cho nàng ăn độc dược này, nàng dám làm loạn, chúng ta không nhất định chết, nàng lại phải chết. Giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vu hậu nói, chính người ăn, vẫn là ta cưỡng ép động thủ. Vu hậu đôi mắt co rụt lại, cắn răng nói, nếu là ta mang các người bình an rời đi, sẽ hay không cho ta giải dược ngươi nhất định phải phát thệ, nhất định phải cam đoan ta an toàn, nếu không bản hậu tình nguyện chết. Tốt, Giang giật mặc dù hữu tâm giết chết phu hậu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là giải cứu vân phỉ vân hiền quan trọng, lập tức cũng chính là trịnh trọng phát thệ. Giang giật, nếu là ngươi lừa ta, bản hậu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phu hậu oán độc nhìn qua Giang giật, cắn răng nuốt vào độc dược, cái kia độc dược nhập miệng thức hóa, phu hậu mặt không thay đổi mở miệng nói tốt, giải khai dây thừng, đem bản hậu cổ thần nguyên giới trả lại cho ta. Người muốn làm gì gian giật bản năng đề phòng, cổ thần nguyên trong nhẫn ai biết có cái gì vạn nhất phù hậu sử suốt thủ đoạn, trở tay khống chế hắn đâu. Ta có thể làm gì? Phù hậu trợn trắng mắt, gương mặt xinh đẹp âm trầm nói ra, chẳng lẽ người muốn bản hậu cứ như vậy ra ngoài bản hậu muốn đổi một thân quần áo sạch, các người cũng muốn thay quần áo, nếu không dưới mặt ta người hội sinh nghi. Nha, giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, trầm ngâm một trận, cùng hách lão nói ra, hách lão ta trước tiên đem người thu vào lục tịnh bình bên trong, vạn nhất có biến, một mình ta an toàn ta. Khách lão nhẹ gật đầu, giang giật muốn dẫn lấy vu hậu ra ngoài, nói không chừng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt, hắn đi theo giang giật cũng không dậy được tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Giang giật đem hách lão thu nhập lục tịnh bình bên trong, lúc này mới đem vu hậu dây thường cắt đứt, còn đem cổ thần nguyên giới trả lại cho nàng, hỏa long kiếm bên trên quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị công kích. Ông, cổ thần nguyên giới sáng lên, vu hậu lấy ra một thân giống nhau như đúc váy xòe, nhưng trên tay đều là tiên huyết, váy thoáng cái ô uế, nàng lông mày nhíu lên, hờ hững nhìn Giang giật một cái nói, người kia có thanh thủy sao bản hậu trên thân đều là huyết dịch, ai cũng có thể nghe được mùi máu tươi. A, à, Giang giật lại sờ lên cái mũi, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra mấy cái túi nước ném qua nói, nhanh lên, đừng có đùa mánh khóe. Phu hậu đùa cợt nhìn Giang giật một chút, nhanh chóng bắt đầu thoát y, Giang giật xem xét hô hấp lập tức dồn dập lên, vừa rồi tự bị liếu phi làm cho tà hỏa tăng lên. Giờ phút này nhất quốc chi hậu, ở ngay trước mặt hắn thoát y, còn cần chậm rãi thanh tẩy thân thể, tràng diện này để hắn suýt nữa cầm giữ không được. Mấu chốt là hắn còn sợ Vu hậu lên ý đồ xấu, không thể không nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, ánh mắt cũng tại nàng toàn thân không ngừng liếc nhìn. Vu hậu rất đẹp, dáng người không có liễu phi bốc lửa như vậy, nhưng là hoàn mỹ hình thể, hơn 30 tuổi, dáng người được bảo dưỡng cùng một thiếu nữ. Nhất là thân eo phi thường tiêm tú, cùng bộ ngực cao vút, cái mông vùng cao hình thành một cái mê người đường cong, phía dưới phương thảo thanh thanh, như ẩn như hiện, một cái tiêm tiêm ngọc thủ tại thổi qua liền phá trên da lau sạch nhẹ nhẹ, chàng diện kia đơn giản có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào bạo tẩu. Bình tĩnh, bản tâm, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Giang giật cảm giác giờ khắc này, giống như là tại trong địa ngục dày vò, hắn rất muốn rời tầm mắt của mình, nhưng hắn lại không dám rời. Thân thể bản năng thúc khiến cho hắn xông đi lên hung hăng quất do trước mắt Việt sắc yêu tú, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể động. Cứ như vậy, Giang giật tại giày vò bên trong vượt qua dài rằng giặc một khắc đồng hồ, phù hậu rốt cục thanh tẩy hoàn tất, một lần nữa lấy ra một thân váy xòe mặc vào, Giang giật mới như chút được gánh nặng, chỉ là ngắn như vậy thời gian, hắn lại cảm giác qua mấy năm, phía sau lưng đều thấp xong. Phù hậu từ đầu đến cuối rất là thong dong yêu nhã, tựa như tại chính mình trong bồn tắm tắm rửa, còn thỉnh thoảng hướng Giang giật nhìn một cái, trong mắt đẹp đều là đùa cợt. Tốt, người thay đổi cái này thân áo bảo đi vua hậu theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một thân cung nội thống nhất hắc bào ném cho giang giật liên đới cổ thần nguyên giới cũng ném qua nàng thần sắc rất thong dong bình tĩnh một chút cũng không có thân là tù nhân nuốt vào độc dược hoảng sợ cùng bối rối thành phủ chi thâm làm người sợ hãi giang giật nhanh chóng thanh tẩy thoáng cái thân thể mặc lên hắc bào lúc này mới hướng vách tường đi đến mở ra đại môn cơ quan trầm giọng nói chứa làm loạn nếu không hậu quả ngươi hiểu hừ hừ phu hậu lạnh lùng hừ một cái ngẩng đầu đi ra phía ngoài, Giang giật đi theo hắn sau lưng, đi ra sau đại môn, bách biến mặt nạ lập tức biến thành tàu đại nhân dáng vẻ, đồng thời đem cửa ngầm quan bế. Bãi giá hồi cung, tàu đại nhân đi lên, bản hậu có việc hỏi ngươi. Để Giang giật giải sầu chính là, phù hậu cũng không có làm loạn, xuất cung bọc hậu lên một cỗ xe ngựa sang trọng, còn chủ động chào hỏi Giang giật lên xe ngựa, bốn phía cung nữ thái giám đều quỳ, cũng không có bất kỳ cái gì sinh nghi. Xe ngựa chậm rãi hướng Vu hậu ở lại cung điện đi đến, thẳng đến tiến vào vô hậu cung điện còn tiến vào phòng ngủ của nàng giang giật xác định không có nửa điểm dị trạng sau triệt để yên tâm xem ra cái này vua hậu hoàn toàn chính xác sợ chết cũng sợ nàng chết phân kỳ không ai chăm sóc toàn tâm toàn ý phối hợp giang giật bản hậu muốn đi ngủ vua hậu tiến vào tầm cung vẫy lui hạ nhân ánh mắt chuyển hướng giang giật nói nhiếp chính vương đại nhân sau khi trời sáng bệ hạ ra ngoài tế tự về sau thỉnh cầu đánh thức bản hậu ta giúp ngươi cứu ra vân phỉ hai người đưa các ngươi rời đi ha ha, bản hậu khuyên nhủ đại nhân, có thể tuyệt đối đừng lên ý đồ xấu, nếu là nghĩ đùa bỡn bản hậu thân thể, nói không chừng đại nhân dương tinh, sẽ bị bản hậu hút không còn một mảnh đấy. Thảo, giang giật nghiến giang nghiến lợi thầm mắng một tiếng, hận không thể cho cái này vu hậu mấy đại tắt tai, cái này vu hậu biết rõ hắn không dám làm loạn, còn tới một câu như vậy, rõ ràng là muốn cho hắn tối nay đều tại giày vò bên trong vượt qua. Trường 370, ngươi, vẫn là chúng kế, cái này một gió đêm bình lãng tính, thẳng đến hừng đông vua hậu trong cung điện một mực không có nửa điểm dị động vương cung bên trong cũng rất an tính vua hậu ngủ được rất an tường tựa như bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh giang giật khô tọa một đêm không dám đi ngủ không dám tu luyện còn muốn trơ mắt nhìn chằm chằm một cái tuyệt thế ưu tú trông coi nàng chìm vào giấc ngủ trong tầm cung có nhàn nhạt mê người mùi thơm vua hậu thân thể cũng sẽ phát ra trận trận mùi thơm ngát bất qua cái này rõ ràng không có độc giang giật linh hồn cũng không có gặp bất luận cái gì công kích Giang giật mới 17 tuổi, tuổi tác chính là huyết khí phương cương, huyến tưởng nữ tính niên kỷ, trong đêm qua hắn bắt đầu bị liễu phi lay động tà hỏa, sau đó lại nhìn xem nhất quốc tri hậu ở trước mặt hắn tắm rửa, thay y phục, cuối cùng còn trông coi cái này tuyệt thế đại mỹ nhân qua đêm, mỹ nhân này vẫn là bị hắn khống chế, có thể tùy ý quất roi không có nửa điểm di chứng, nửa điểm gánh nặng trong lòng. Cái này nếu là người bình thường đã sớm thu tính đại phát, đại chiến 300 hiệp, Giang giật tự nhận không phải người tốt, cũng gan lớn vô cùng chưa từng bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng một đêm này hắn quả thực là làm một lần liễu hạ huệ. Hắn không muốn có lỗi với tô như tuyết, cũng không dám làm loạn, vạn trong một chiêu, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên rốt cục sáng lên, giang giật dày vào thời gian cũng đi qua, vương cung bên trong truyền đến một trận tiếng huyên náo, hiển nhiên vô số người đều bận rộn, vì nước chủ đi vu thần sơn tế tự làm chuẩn bị. Giang giật tâm cũng lần nữa khẩn trương lên, một mực canh giữ ở trong cung điện, dự phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Vua hậu không cần làm bạn quốc chủ xuất hành, tăng thêm nàng đêm qua hạ lệnh bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Bên ngoài hò hét ẩm ý, nơi này ngược lại là rất an tĩnh, không có bất kỳ người nào dám đi vào quấy rầy. Giang giật tại vua hậu trong cung điện qua một đêm, thế mà cũng không có bất kỳ người nào dám sinh nghi. Vua hậu tại hậu cung địa vị có thể nghĩ một canh giờ sau vương cung bên trong an tĩnh lại, hiển nhiên quốc chủ đã ra khỏi vương cung đi thành tây vu thần sơn. Giang giật cũng yên tâm lại đi đến vua hậu bên người chầm giọng nói ra đi lên nhà ngươi quốc chủ hẳn là đi ha phu hậu ôn nhu thân thể quay lại yêu nhã ngồi dậy còn duỗi cái lưng mệt mỏi ngáp một cái nhìn cái này ngủ một giấc rất không tệ bởi vì trên hai tay duỗi sở dĩ sung mãn hai ngọn núi đứng ngạo nghế, nàng vừa lên tóc mai có chút lộn xộn một màn này nhìn đơn giản đẹp đến cực điểm đem giang giật thấy đều say nàng trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu truyền quét giang giật một chút mới nói ra người trước giấu ở sau tấm bình phong đi bản hậu hỏi thăm tình hình bên dưới hướng Giang giật nhẹ gật đầu, thối lui đến bên giường bình phong về sau, phu hậu đưa tới một cái thị nữ, ngay trước Giang giật mặt hỏi thăm về tới. Quốc chủ quả nhiên xuất phát, giờ phút này hẳn là ra cung hướng cửa thành phía tây đi đến. Phu hậu để cung nữ bắt đầu cho trang điểm, lần nữa thay y phục, Giang giật tại sau tấm bình phong thấy rất rõ ràng, lại một lần mắt thấy vị này danh mãn thiên hạ diễm sau tuyệt mỹ đồng thể. Các loại chờ thay xong giả, phu hậu an nhàn ăn một chút sớm một chút, lúc này mới vẫy lui cung nữ quay người cùng giang giật nói ra nhiếp chính vương đại nhân nếu là không sợ có độc lời nói liền tùy tiện ăn chút đêm qua ngủ không ngon a à. thảo giang giật đi ra mặt không biểu tình nội tâm lại chỉ muốn chửi thề hắn há lại chỉ có từng đó là ngủ không ngon là căn bản không ngủ mà lại so khô tọa một đêm còn thống khổ hắn không có ăn đồ ăn mà là trầm giọng nói lúc nào đi hiền vương phủ vu hậu lười biếng ngồi nhàn nhạt, nhạt nói ra một canh giờ sau đi khi đó quốc chủ hẳn là đến vu thần núi chúng ta đi hiền vương phủ chỉ cần gần nửa canh giờ khi đó quốc chủ ngay tại tế tự vu thần các ngươi có thể nhẹ nhõm thoát đi tốt giang giật đã sớm nhìn qua địa đồ âm thầm tính toán cái này vu hậu hoàn toàn chính xác không có lửa hắn hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng cũng không nói chuyện cứ làm như vậy ba ba cùng vu hậu đối mặt mà ngồi vu hậu đột nhiên huyền chuyển cười nói nhiếp chính vương kỳ tài ngút trời danh mãn thiên hạ bản hậu phải chăng may mắn nhìn xem diện mục thật của ngươi, cũng cho ta biết rõ bại bởi một cái dạng gì kỳ nam tử. Giang giật dừng một chút, trên mặt cố quang mang lóe lên, bị hắn lấy xuống, lộ ra diện mục thật sự. Hắn dáng dấp không tính khôi ngô, bất quá cũng coi như thanh tú, củ ấu rõ ràng, ánh mắt kiên nghị tự tin, tràn ngập khiếp người quang mang, rất có một phen nam tử dương cương khí chất. Quả nhiên là người bên trong long phượng, phu hậu khẽ vuốt cằm, ảm đạm nói ra ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già, Bản hậu hận không thể cùng nhiếp chính vương đại nhân cùng tuổi, nếu không chắc chắn điên cuồng theo đuổi đại nhân, đại nhân mị lực phi phàm, không hổ là đại lục sở hữu thiếu nữ tình nhân trong mộng. Giang giật cười lạnh một tiếng, khoát tay nói, đừng tìm ta xả những này, ngươi là hận không thể đem ta nghiền xương thành cho A. À. Ha ha, phu hậu ánh mắt u u xuyên thấu qua cửa sổ chuyển hướng ngoài điện, buồn bã cười nói, nhiếp chính vương vẫn là không hiểu nữ nhân A, à, kỳ thật. So sánh mẫu nghi thiên hạ càng nhiều nữ tử càng ưa thích cùng một vị tuyệt thế nam tử song túc song phi, cái này thâm cung như một tòa lồng giam, nào có cùng nhiếp chính vương đại nhân tình chẳng ý thiếp, lưu lạc thiên nhai thống khoái. Giang giật nghe được lông gà u cục một chỗ, không đáp lời nữa, trầm mặc ngồi. Vua hậu khe khẽ thở dài, cũng không tại nhiều nói, ánh mắt u oán nhìn qua phía ngoài đình đài thủy tạ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một canh giờ sau, vua hậu đứng dậy đưa tới cung nữ an bài xuất hành công việc, giang giật một mực cẩn thận đề phòng, cũng không có phát hiện vu hậu có bất kỳ dị động. Rất nhanh nghi trượng chuẩn bị hoàn tất, Giang giật biến thành tàu đại nhân dáng vẻ, đi theo vu hậu trực tiếp lên xe ngựa. Giang giật quan sát được đi theo cấm vệ quân mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng thần du cường giả chỉ có 10 người, cũng đều là thần du ngũ trọng dưới đây võ giả, lập tức rất là giải sầu. Xe ngựa bình tĩnh hướng ngoài cung chạy, có vu hậu lá bài tẩy này, một đường thông suốt. Giang giật nhìn qua địa đồ, xe ngựa cũng đích thật là tại triều hiền vương phủ đi đến, cái này khiến hắn càng thêm yên tâm. Phu hậu nhìn thấy Giang giật thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn lại, thần sắc đều là vẻ đề phòng, cười nhạt một tiếng thấp giọng nói, nhiếp chính vương không cần lo lắng, bản hậu cũng không muốn chết, chính như như lời ngươi nói, ta mà chết, cờ nhi tuyệt đối sống không quá ba năm. Chỉ là hy vọng nhiếp chính vương muốn nói lời giữ lời, không muốn khi nhục ta một cái nhược nữ tử mới tốt. Nhược nữ tử, Giang giật lạnh lùng cười một tiếng, vẫn là trịnh trọng nói ra, Giang mỗ đỉnh thiên lập địa, tự nhiên lời hứa ngàn vàng, Người không sai lầm, ta đương nhiên sẽ không ra hại ngươi. Hiền vương phủ đến, không có qua quá lâu, bên ngoài truyền đến một tên công công tiếng truyền báo, Giang giật nhìn lướt qua, nhìn thấy hoàn toàn chính xác tới hiền vương phủ, bên ngoài cũng có lít nha lít nhít cấm vệ quân thủ vệ. Phu hậu đứng dậy, thấp giọng nói, đi thôi, bản hậu cùng ngươi đi vào, nếu không ngươi là vào không được. Trễ chút ngươi cưỡng ép bản hậu, mang theo vân phỉ vân hiền từ dưới đất đi thôi ta nhớ được nhiếp chính vương có chỉ đào một thú. Ừm giang giật nhẹ gật đầu đưa tới nói chỉ cần vu hậu đưa chúng ta ra khỏi thành trăm dặm giang mẫu cam đoan ngươi bình an vô sự vu hậu gật đầu mang theo giang giật đi xuống xe ngựa hiền vương phủ bên ngoài đều là đại quân bất quá nhìn thấy vu hậu toàn bộ một gối quỳ xuống hành lễ không người dám ngăn cản vu hậu mang theo giang giật cùng một đám cung nữ trực tiếp đi vào hiền vương phủ trông coi nơi này cấm vệ tướng quân vội vàng dẫn người đi theo quốc chủ hạ lệnh muốn hắn giam lỏng vân phỉ vân hiền ngoài ra còn có nhất trọng ý tứ liền là bảo hộ hai người an toàn. Có vua hậu dẫn đường, một đường thông suốt, mọi người rất mau vào hiền vương phủ chính điện. Giang giật khi tiến vào chính điện một khắc này, đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy vân phỉ cùng một cái thiếu niên anh Tuấn, chính mang theo một đám cung nữ thái giám nghênh điều khiển. Sự tình hết thảy đều tại chiều lý tưởng nhất phương hướng phát triển, nhưng càng như vậy giang giật ngược lại nội tâm càng là bất an, giờ khắc này nội tâm bất an cũng càng dày đặc. Phù hậu ngay tại phía trước, Quân phỉ cũng đích thật là bản nhân, cấm vệ quân đều ở bên ngoài không dám vào đến, trong chính điện cường giả chỉ có chút ít mấy người, cũng không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề, Giang giật nội tâm báo động càng ngày càng mãnh liệt, hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Ông, nhưng ngay lúc này, toàn bộ cung điện đột nhiên phát sáng lên, một nửa trong suốt vòng bảo hộ đem toàn bộ cung điện bao phủ đi vào. Phu hậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang giật, trên mặt đều là người thắng mỉm cười, nàng ta mị cười nói, rất hổ thẹn, nhiếp chính vương đại nhân, ngươi. Vẫn là chúng kế, chương 371, huyết luyện phân thân thuật. Chúng kế, phu hậu câu nói này như một sấm sét giữa trời quang lóe sáng, đem giang giật nổ toàn thân run lên, hắn đã sớm cảm giác không đúng, giờ phút này nhìn thấy cung điện bên ngoài quang mang lấp lánh vòng bảo hộ, nghe được phu hậu rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Mặc dù hắn không rõ, phu hậu chính mình liền tại bên trong, lại nuốt hách lão độc dược làm sao dám làm loạn chẳng lẽ nàng chuẩn bị đồng quy vô tận sao nàng thật không sợ nàng chết rồi, nàng tiểu nhi tử vân kỳ cũng sẽ đi theo không may. Còn có hiền vương phủ tại sao lại có một cái dạng này đại trận đại trận này xác định có thể vây chết hắn có thể ngăn cản hắn thuấn di chẳng lẽ vân hiền vân phỉ cùng vu hậu là một nhóm chuyện này thiên huyền quốc quốc chủ ngân hoa bà bà có hay không dính vào. Rất rất nhiều nghi hoặc tại giang giật trong đầu hiện lên nhưng hắn tốc độ phản ứng rất nhanh tình ngộ lại về sau trước tiên thả ra sát lục chân ý, thân thể hướng vu hậu phóng đi. Vu thần cổ trận, một đạo tiếng kinh hô vang lên, vân phỉ đầy mắt đều là kinh nghi, tại giang giật phóng thích sát lục chân ý về sau, đôi mắt đẹp càng là lóe lên, kinh hô lên, sát lục chân ý nhiếp chính vương giang giật. Giang giật, vân phỉ bên cạnh vị kia người mặc áo mãng bảo khôi ngô thiếu niên cũng kinh hô lên, đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, lập tức nhìn thấy vu hậu lại ảm đạm đi, hiển nhiên cho rằng giang giật đấu không lại vu hậu. Hưu, giang giật thân thể bay đi, tinh thần khẩn trương tới cực điểm, hắn coi là vu hậu lại có thủ đoạn đặc thù. Nhưng ở bàn tay của hắn nắm vu hậu cổ đưa nàng nâng giữa không chung về sau, vu hậu đều không có nửa điểm phản kháng dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì muốn công kích, phóng thích phù thuật cử động. Khanh khách, vu hậu bị bóp khí đều không kịp thở, nhưng vẫn như cũ phát ra tiếng cười như chuông bạc, nàng đùa cợt nhìn qua giang giật u u nói ra, giang giật, ngươi xông vào huyền thiên thành, cưỡng ép bản hậu, cùng vân phỉ vân hiền cấu kết ngưu hại vân lộc, Người phạm phải tội lớn ngập trời, tội lỗi đáng chém, việc này coi như yêu hậu cùng thủy quan chủ tới, cũng không mặt mũi bảo vệ ngươi đi ha ha ha, sở dĩ. Người tiểu vĩnh viễn lưu tại huyền thiên thành đi, ầm, um, giang giật một quyền đột nhiên đánh vào vô hậu trên thân, đau đến nàng toàn thân đều cuộn mình, khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra tiên huyết, tiếng cười càng lúc càng lớn, đột nhiên thân thể giấy lên hừng hực liệt hỏa, dọa đến giang giật liền tranh thủ nàng ném ra ngoài. Ầm, um, vu hậu thân thể bạo liệt, nổ chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh thịt nát hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Hưu, Giang giật thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, thối lùi đến vân phỉ bên cạnh, trong con người đều là kinh nghi bất định, bởi vì vu hậu tự bảo cũng không có quá lớn uy lực, căn bản không gây thương tổn được hắn, chẳng lẽ vu hậu thật muốn chết. Vân phỉ, hắn nhìn lướt qua vân phỉ, theo nàng trong con người xác định là trước kia cái kia nóng bỏng thiên huyền quốc công chúa không sai, hắn yên tâm lại, thấp giọng nói ra ta là Giang giật, vô song để cho ta tới cứu các ngươi ra ngoài. Giang giật, người quá lỗ mãng, lần này sợ là chúng ta đều trốn không thoát. Mặc dù Giang giật mặt là một người khác, nhưng sát lục chân ý duy nhất cái này một nhà, vân phỉ đối Giang giật thân phận không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nàng chỉ là đắng chát nhìn qua phía ngoài vòng bảo hộ, thở dài nói, đây là vu thần năm đó lưu cho vân ra cổ trận, vốn là dùng để thủ hộ vương cung, lại không nghĩ rằng vu hậu bất chi bất giác đi dạo đến ở chỗ này, đại trận này kim cương cường giả đều rất khó phá vỡ, ai, Giang giật ngươi không nên tới, vu hậu hắn chí như yêu, nàng muốn tính kế ngươi quá đơn giản. Có đúng không, Giang giật khóe miệng lộ ra nhàn nhạt khinh thường, nhìn lướt qua phụ cận cung nữ thái giám, phát hiện các nàng cũng không có quá mạnh thực lực, hắn lúc này mới hướng vu hậu tự bạo phương hướng nhìn lướt qua, cười lạnh nói, nàng dù thông minh tuyệt thế, giờ phút này không phải cũng đã chết rồi sao. Ha ha, Vân phỉ cười khổ lắc đầu, đưa tay hướng ngoài điện chỉ một cái nói. Phu hậu làm sao lại dễ dàng chết như vậy giang giật, người xem bên ngoài. Ừ, Giang giật ánh mắt xuyên thấu qua cung điện đại môn hướng ra phía ngoài quét qua, lập tức con người mở tròn vo, tựa như như thấy quỷ. Bởi vì, cung điện bên ngoài, một cỗ xe ngựa sang trọng nhanh chóng chạy tới, một người mặc phượng bào tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới, thế mà cùng vu hậu giống nhau như đúc. Cái này, cái này sao có thể vừa rồi ta rõ ràng thấy được nàng tự bảo, nàng. Giang giật chấn kinh đến thanh âm đều bắt đầu cả lăm, vu hậu rõ ràng chết rồi, tại sao lại thoát ra một cái vu hậu, không có gì không thể nào, giang giật, người phải biết thiên huyền quốc nhất cường đại là cái gì vô thuật. Vân phỉ thở dài, giải thích nói, ta nhớ được có loại rất tà ác vô thuật, gọi là huyết luyện phân thân thuật. Cái này vô thuật rất khó tu luyện, mà lại dị thường độc địa, cần dùng đại lượng thiếu nữ tế luyện, ít nhất phải hy sinh một ngàn thiếu nữ mới có thể luyện chế một cỗ phân thân. Cái này phân thân có thể dần dần dáng dấp cùng chủ nhân giống nhau như đúc, còn có thể tu luyện, phù hậu linh hồn có thể phân ra một tia khống chế cái này phân thân, ngoại nhân căn bản nhìn không ra đây là bản tôn vẫn là phân thân thần kỳ như vậy thì ra là thế giang giật bừng tỉnh đại ngộ hắn lần thứ nhất nhìn thấy vu hậu lúc đã cảm thấy kỳ quái vì sao mới tử phủ cảnh thực lực tình cảm đây là luyện chế ra tới phân thân hơn nữa lúc ấy nàng thân ở lồng giam bị phục độc dừa còn như vậy thong dong bình tĩnh nguyên bản giang giật cho là nàng là bụng giả cực sâu mới thức tỉnh bởi vì vu hậu căn bản cũng không sợ nàng tối đa cũng tự hủy đi một cỗ phân thân mà thôi còn có nàng đêm qua ngủ được như thế an tường vậy liền coi là lòng dạ lại sâu người, chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, gian phòng bên trong còn có người đàn ông xa lạ, làm sao lại như thế bình yên chìm vào giấc ngủ nghĩ đến là vu hậu thu hồi trên người nàng kia tia linh hồn, toàn tâm đang bố trí bên này cảm bẫy a à. Hết thảy đều là cảm bẫy, Giang giật đột nhiên có một loại minh ngộ, rất có thể theo liễu phi tiến cung về sau, hết thảy ngay tại nàng tính toán bên trong, nếu không tiến vào hoàng cung vì sao như vậy trùng hợp, quốc chủ vừa mới chạy đến tại trong mật thất kia cung phụng muốn tới điều tra hắn lúc, quốc chủ đột nhiên lại đi lệ phi cung như vậy trùng hợp nàng vọt vào, bị bắt. Còn có đêm qua cái kia phân thân ở trước mặt hắn tắm rửa thay y phục, bao quát đi nàng trong cung điện, cuối cùng nói câu kia dụ người phạm tội, giờ phút này giang giật nhớ tới đều cảm giác có rất lớn vấn đề, phía sau lưng hàn khí không ngừng toát ra. Vân phỉ nói cái này phân thân là dùng cực kỳ độc địa phương pháp luyện chế, như vậy thân thể này khẳng định có độc, nếu là hắn thật nhịn không được, lên phân thân của nàng, giờ phút này sợ là sớm đã mệnh về hoàng tuyền. Phù lão, thần lão, đem toàn bộ người giết, lại đem cung điện này làm hỏng. Vân phỉ đột nhiên quát lớn, hai cái thần du cường giả tối đỉnh theo cung điện gian phòng bên trong lóe ra đến, như như một trận gió hướng trong chính điện cung nữ thái giám, còn có vu hậu mang vào cung nữ đánh tới. Ây, Giang giật nhìn thấy vân phỉ để hai người này liền chính các nàng người cũng giết, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút hướng nàng nhìn lại, cái sau cười lạnh một tiếng nói, giang giật, bên trong cung điện này ngoại trừ hai vị ám vệ bên ngoài, tất cả đều là vu hậu người. a à, trong chính điện hơn 10 người thái giám cung nữ toàn bộ bị chém giết, phát ra từng tiếng kêu thảm. Hai tên thần du đỉnh phong ám vệ cũng bắt đầu phóng thích nguyên lực công kích, hướng bốn phương tám hướng đập tới, đem toàn bộ cung điện thẻ thành phế tích, san thành bình địa. Giang giật nhìn thấy hai người công kích nện ở phía ngoài vòng bảo vệ màu trắng bên trên, lại chỉ là gây nên vòng bảo hộ quang mang lấp lánh, vòng bảo hộ đều không có một tia chấn động, âm thầm cảm khái vô thần cấm chế trình độ quả nhiên cường đại. Giang giật cùng vân phỉ mấy người phá vỡ cung điện phế tích, phi thân mà lên, sừng sững tại một khối nhô ra phiến đá bên trên, hắn bốn phía quét qua, nghi ngờ hỏi, vân phỉ, người đem cung điện hủy đi là có ý gì? Không hủy đi chúng ta sẽ càng chóng chết, vân phỉ cười khổ nói, phu hậu đã có thể đem vô thần cổ trận chuyển di tới, khẳng định đã luyện hóa đại trận này. Nói một cách khác, nàng có thể công kích chúng ta, chúng ta lại công kích không đến các nàng, chúng ta chỉ có kéo tới phụ vương cùng ngân hoa bà bà chạy đến, nhìn xem có thể hay không bảo vệ chúng ta một mạng. Khanh khách, cấm chế bạch quang lóe lên, bên ngoài vua hậu thanh âm thanh lệ lại truyền vào, hủy đi cung điện các người nghĩ kéo dài hơi tàn, kéo dài thời gian nằm mơ đấy, toàn bộ cho ta phóng thích phù thuật công kích. chương 372, phá trận, ông, vua hậu giọng điệu cứng rắn nói xong, giang giật trên thân bạch quang lấp lánh, biến mất tại nguyên chỗ, nhưng một giây sau hắn lại tại vòng bảo hộ bên cạnh ngưng kết, bị vòng bảo hộ bắn ngược trở về. Sắc mặt của hắn rốt cục ngưng trọng lên, cái này vu thần cổ trận quả nhiên lợi hại, thế mà có thể giam cầm không gian, hắn không có cách nào thuấn di. Vân phỉ đã sớm biết cái kết quả này, ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn, nhìn thấy mấy cường giả theo trong đại quân đi ra, bắt đầu vây quanh vòng bảo hộ chuẩn bị phóng thích vu thuật, lập tức hướng giang giật quát khẽ nói, giang giật, trở về, bọn hắn muốn phóng thích vu thuật. Giang giật một cái thuấn di trở về, ánh mắt hướng ra phía ngoài quét tới, nhìn thấy thủ vệ hiền vương phủ tên tướng quân kia, đột nhiên mang binh sông tới, còn giống như cùng vu hậu bắt đầu cái cỏ. Bởi vì vu hậu không tiếp tục khống chế đại trận, thanh âm bên ngoài không truyền vào được, bất quá có thể thấy rõ người tướng quân kia ngay tại lớn tiếng kêu la, tựa hồ muốn ngăn cản vu hậu phái người chém giết vân phỉ vân hiền. Phốc, trong lòng mọi người phảng phất vang lên một đạo một ngạt âm thanh, vân phỉ vân hiền đôi mắt càng thêm ảm đạm bởi vì vị tướng quân kia đột nhiên bị một tên thần du cường giả tối đỉnh một trường đánh bay ra ngoài, đầu đều bị nện đến nhão nhuệt. Phu hậu sắc mặt lạnh lẽo, gặp nàng quát lớn vài câu, cấm vệ bọn họ toàn bộ đều lui xuống, những cái kia nguyên bản chuẩn bị động thủ thần du cường giả lần nữa xông tới, bắt đầu phóng thích phu thuật. Cẩn thận, vân phỉ gương mặt xinh đẹp bên trên đều là khẩn trương, ánh mắt tại cung điện phế tích phía trên bốn phía liếc nhìn. Hai tên thần du đỉnh phong ám vệ cũng phân biệt đứng tại vân phỉ cùng vân hiền bên người, đầy mắt ngưng trọng chú ý bốn phía. Ông, bầu trời đột ngột rung động, vô số vẫn thạch rơi xuống, mang theo phong lôi tề khiếu thanh âm, mang theo vạn quân chi lực hướng mọi người đập tới. Giang giật cùng hai tên thần du ám vệ đồng thời phóng thích công kích, hai đầu hỏa long cùng hai đạo nguyên lực công kích gào thét mà lên, đem đầu đỉnh vẫn thạch nổ thành bột mịn. Xuy suy, phía dưới phía thích bên trong, đột nhiên từng mảnh nổ tung, một sợi thạch mau bay đầy trời bắn. Giang giật con người co rụt lại, thân thể như du long tại bốn phía du tẩu hai tên thần du ám vệ cũng lập tức mang theo vân phỉ hai người bốn phía du tẩu, tránh né công kích. Phanh phanh phanh, Giang giật cùng hai tên thần du ám vệ không ngừng công kích, đem dưới mặt đất bắn ra thạch mau thẻ thành bột mịn, chỉ là mọi người còn đến không kịp thở một cái, bầu trời lại phong vân khởi động, vô số lôi điện oanh minh mà xuống, còn có rất nhiều phong nhận gào thét mà đến, cảm giác khắp thiên đều là các loại công kích. Ông, Giang giật không cách nào, chỉ có thể không ngừng thuấn di, bên nào không có công kích tự hướng bên nào thuấn di, cũng may cung điện này cũng đủ lớn có phương viên mấy ngàn trượng cái này vô thần cổ trận đem toàn bộ cung điện đều bao lũng đi vào cũng làm cho bọn hắn có tránh né địa phương vân phỉ quyết định thật nhanh hủy đi cung điện là rất sáng suốt cách làm so sánh giang giật hai tên ám vệ cũng có chút khổ bức hai người muốn dẫn lấy vân phỉ vân hiền còn muốn nghĩ biện pháp bảo trụ các nàng tự nhiên rất chật vật nhiều lần gặp nạn giống như không phải hai người liều mạng sợ là giờ phút này đã bị thương vu hậu vì hôm nay vây giết hiển nhiên làm đủ chuẩn bị Vương Thất có thể điều động vô thuật cường giả tất cả đều điều động, khoảng chừng 7, 8 người nhiều. Những người này đứng tại vòng bảo hộ bên ngoài không ngừng phóng thích vô thuật, phối hợp ăn ý, vu hậu trong tay dơ cao lên một cái quyền trượng, không ngừng tỏa ra ánh sáng, khống chế cái này vô thần cổ trận. Bên này động tĩnh lớn như vậy, vì sao không ai đi bẩm báo phụ vương nếu không ngân hoa bà bà giờ phút này hẳn là tới a. Vân Phỉ lông mày thật sâu nhíu lên, đầy mắt nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng hôm nay quốc chủ không đến các nàng cùng giang giật đều phải chết không nơi táng thân. Bất quá quay đầu nghĩ đến vu hậu, vân phỉ tâm thoáng cái trầm xuống. Vu hậu tâm trí kỳ cao, giống như không phải vân phỉ thâm thụ nàng phụ vương yêu thích, sợ là các nàng hai huynh muội đã sớm chết. Thiên huyền quốc quốc chủ vân kình trời cũng không tính ngu ngốc, không có đem quyền lực toàn bộ ngoại phóng, phía sau cũng có tuyệt đối chung với vương thất ngân hoa bà bà, nếu không thiên huyền quốc liền là vu hậu thiên hạ. Vu hậu đã dự định muốn giết chết các nàng, khẳng định lại có kín đáo kế hoạch, nói không chừng giờ phút này huyền thiên thành đều phong tỏa, bất kỳ người nào đều không có cách nào truyền lại tin tức ra ngoài. Vân kình thiên đi tế tự vu thần ít nhất phải một buổi sáng thời gian, thời gian lâu như vậy chờ hắn về thành, mọi người thi thể đều lạnh. ầm ầm, suy suy, phanh phanh, ô ô, vẫn thạch, lồi điện, phong nhận, băng tiến, thạch mau. Các loại thần kỳ vu thuật không ngừng chút xuống mà đến, giang giật có thể thuấn di, hỏa linh châu bên trong còn có chút ít địa hỏa, ngược lại là an nhàn hai người thần du ám vệ khổ không thể tả, tiếp tục nữa bọn hắn sẽ thụ thương, một khi thụ thương bọn hắn thể lực sói mòn, kết quả cuối cùng liền là chết. Vân Phỉ, Vân Hiền, các người khác đừng kháng cự, ta đem các người thu vào lục tịnh bình bên trong, ở bên trong kiên trì một hồi, ta nghĩ biện pháp phá tỏa cổ trận này, mang các người thoát đi. Giang giật xem xét tình huống này không ổn, Vân Phỉ hai người cũng không thể chết rồi, vội vàng chợt quát một tiếng, thân thể hướng các nàng thuấn di mà đi. Tốt, Vân Phỉ cùng Vân Hiền biết rõ hai người là liên lụy, cũng biết Lục Tịnh Bình có thể cất giữ người sống, bất quá hai người đều có chút không rõ, giang giật để các nàng ở bên trong kiên trì một hồi là có ý gì. Lục Tịnh Bình, hai tên thần du ám vệ vui mừng, giang giật thuấn di bản lĩnh thần hồ kỳ kỹ, Vân Phỉ hai người bị giang giật thu nhập Lục Tịnh Bình bên trong, so đi theo đám bọn hắn an toàn. Hưu, giang giật ra các nàng phụ cận về sau, hai tên thần du ám vệ đồng thời đem Vân Phỉ cùng Vân Hiền ném qua giang giật lục tịnh bình quang mang lóe lên đem các nàng đều thu vào